các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Tiệm cơm nhỏ Của tác giả Thiếu Địa Qua Phần 6 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Nếu ông cố gắng một chút, có chỗ dựa vững chắc một trăm năm sau nhi nữ cũng được nhờ đúng không? Cái kia, phụ thân, chưa cẩm xoay chuyển trong mắt, cười hề hề, lần này triển tỷ tỷ bọn họ xem như lập công đầu đi. Con nói ngốc gì đó, nghe đến đó, chưa thanh hoài liền biết nàng muốn nói cái gì, không khỏi bật cười, triển cô nương tất nhiên có công nhưng chung quy hữu hạn, bất quá là ngòi dẫn thôi, phải tính luôn cả trăm ngàn người, giờ phút này tích lũy mới nổ ra đây mới là ngòi nổ chính. Chư Cẩm nói hợp tình đúng lý, nếu không phải triển tỷ tỷ có bản lãnh, đánh bại mai phục vương hùng bằng không việc này liền bị xóa dấu vết sạch sẽ nơi nào dễ dàng bắt được nhược điểm còn không biết lại chờ đến mấy năm đâu nàng riếu riết ồn ào làm chư thanh hoài đau cả đầu xác thật triển linh có công ai có thể nghĩ đến một nhược nữ tử lại có bản lãnh lớn đến như vậy ừ con nói có lý không phải có vốn dĩ chính là vậy chư cẩm trừng mắt nàng còn cứu đệ đệ lam gia nữa việc kia còn được việc này không ổn Chư Thanh Hoài lắc đầu, công tư phân minh, đây là việc tư, như thế nào cùng quốc sự đánh đồng. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Vân ạ, à, chư cẩm cũng biết nặng nhẹ, liền ấn xuống không đề cập tới, lại tiếp tục tranh thủ nói, cha, hắc hắc, con nghe nói, vương bính kia mượn danh nghĩa cửa hàng. Chư cẩm quấy nhiễu phụ thân nhà mình hồi lâu, sau đó liền giống như nhận được tiện nghi liền hưng phấn chạy ra cửa, thiếu chút nữa đụng trúng hạ bạch đang đi vào. Trời rất lạnh, người định đi đâu, mau tránh ra. Chư cẩm khó nén hưng phấn, vòng hai ba bước tránh hắn chạy đi, lưu lại câu nói trong không khí ta đi tìm triển tỷ tỷ. Hạ Bạch đứng tại chỗ nhìn hình dáng nàng, hôm nay nàng khoác chiếc áo cam vàng, nhìn như con diều bay bổng trên bầu trời ngày xuân, cảm giác linh hồn nhỏ bé của hắn cũng bị cuốn đi theo. Khi chư cẩm tới triển linh còn có chút thất hồn lạc phách. Hôm nay triển hạt đi là ngày thứ hai, thói quen thường thật khó bỏ, trong lúc vô ý nàng lại hô tên triển hạt, mọi người thấy vậy muốn khuyên lại không dám khuyên. Lúc này, người trực tiếp dám nói chỉ có mình tịch đồng mà thôi. muội không cần lo lắng, hiện giờ thời tiết đã chuyển ấm, bọn họ đi đường chính, bên cạnh có hộ vệ bảo hộ, mỗi ngày nghỉ ngơi đều ở trạm dịch, trọng binh canh gác đêm ngày, sẽ không có việc gì đâu. Triển Linh thở dài, mới ngắn ngủn mấy ngày mà nàng cảm thấy mình than thở hơn cả 20 năm trong quá khứ rồi. Ta biết, chỉ là sợ nó không thích ứng được. Cũng không biết nó có khóc có nháo không, buổi sáng ăn cái gì, buổi tối ngủ có ngon không? Tịch Đồng Định nói thêm vài lời thì thanh âm chưa cẩm vui sướng bên ngoài vang lên, triển tỷ tỷ, ta tới rồi. Ta có lễ vật nè. Trước phải dỗ dành ta món ăn ngon mới được nha. Cô nương này như thể tinh linh vui vẻ, chỉ cần nghe thanh âm nàng, mọi người không tự chủ cũng sẽ vui mừng theo. Triển Linh cười khúc khích, bản năng bỏ qua suy nghĩ hiện tại, vỗ vỗ xiêm y đi ra ngoài, đại tiểu thư mời ngồi, thức ăn ngon không có, bất quá chỉ có vài món ăn thôn giả thôi, mong rằng không chê. Không chê không chê. Chư cẩm ha ha cười, đỉnh đạt xua xua tay, lại kéo cái ghế ngồi xuống, lại lướt nhìn gương mặt triển linh, thấy nàng có chút ảm đạm nhưng chỉnh thể nhìn còn hảo, liền nhẹ nhàng thở ra mới dám tiếp tục nói giỡn, cơm trưa ta vẫn chưa ăn, bụng rất đói, chờ thịt trụ chỗ tỷ đây. Triển linh biết nàng cố ý trêu đồ mình vui vẻ, trong lòng rất cảm động, liền cười ninh mặt, hảo hảo, có thịt gà thịt vịt thượng đẳng, sẽ không đến nỗi nào. Hai người cười một hồi, chưa cảm thấy trên bàn có người đặt cho một ly trà, ngẩng đầu thì ra là tịch đồng nhất thời hoảng sợ, có chút thụ sủng nhược kinh nói, không dám, không dám, không dám làm phiền tịch thiếu hiệp. Tịch đồng nhướng chân mày, cười như không cười nhìn nàng, lúc này mới trở lại ghế ngồi. Chư cẩm sợ cười đến nỗi da gà, theo bản năng nuốt xuống khẩu nước miếng, có chút câu nệ người ngồi phía sau, sau đó mới cẩn thận hỏi triển linh, triển tỷ tỷ hôm nay tỷ nấu món gì cho tịch đại ca ăn vậy? Ngày thường nàng cùng hạ bạch lại đây, mặt tịch đồng luôn là biểu cảm hờ hững, thường thường còn nhìn bọn họ bằng đôi mắt hình viên đạn, hoặc không kiên nể gì còn phóng khí lạnh, đâu giống như hôm nay còn bưng trà rót nước, ai dám nghĩ a? À? Nếu có hạ bạch ở chỗ này phỏng chừng cũng phản ứng cho mà xem. Triển Linh cười khẽ ra tiếng, quay đầu hướng tịch đồng cười nhu hòa. Nàng biết tịch đồng là cảm tạ chư cẩm, bất quá chàng không nói ra, Phỏng chừng thần kinh thô của cô nương này nào nhìn thấu được. Thôi, bản thân mình biết là được rồi. Khó có được tịch Thiếu hiệp tôn quý chăm trà cho, Chư Cẩm còn liên tưởng không biết bên trong có cho thêm bả đậu vào không. Vì thế dứt khoát bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn nói, "Triển tỷ tỷ, ta nhớ rõ hôm kia tỷ nói muốn mở cửa hàng trong thành nhưng chưa tìm được nơi ưng ý đúng không?" Mấy ngày này nhiều việc, Triển Linh nào nghĩ đến vấn đề này, nghe vậy thì lắc đầu, còn chưa đâu châu hoàng tuyền kinh tế phồn vinh kinh thương cực thịnh cho nên cửa hiệu mặt tiền tốt thực khó cầu không riêng đua tài lực còn phải đua nhân mạch vận khí thiếu một thứ cũng không được triển linh là hộ dân ngoại lai trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có thể chọn được một nơi thích hợp nàng có cân nhắc qua nếu không tìm được liền đi châu phúc viên nhìn thử khoảng cách hai thành không quá xa ở đó có trương viễn cùng triệu qua là người quen nghĩ cũng có thể thực hiện được chư cẩm liền cười hì hì từ trong tay áo móc ra một trương giấy đặt lên bàn mở ra cho nàng xem, triển tỷ tỷ xem nè. Triển Linh cùng tịch đồng cùng nhìn vào, liền thấy trên đó vẽ những con đường ngang dọc, tuy rằng kết cấu đơn giản lại khiến người khác quán cả mắt, nhất thời nàng có chút mờ mịt, đây là. Đây là mấy tuyến đường chính trong thành nha, chư cẩm hồn nhiên nói, lại hưng phấn chỉ vào mấy chỗ điểm chu sa màu hồng nói, hai người nhìn này, mấy chỗ này là cửa hiệu mặt tiền, thấy tốt không? Có thể không tốt sao? đều là vị trí tuyến đường chính trong thành, cửa hiệu đều là hai ba tầng trở lên, giá trị rất lớn, dọa nhiều người không dám đặt chân vào nữa là. Ý của tiểu thư là, triển linh biết chư cẩm sẽ không mở miệng lung tung, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Đây là của Vương Bính, ừm, cũng chính là cái tên Vương Đồng Tri kia, gia nghiệp bị niêm phong vài bộ phận nhỏ, ta nghĩ tỷ muốn mở cửa hàng, cần gì bỏ gần tìm xa, chi bằng chọn luôn chỗ này, vừa tiện nghi mà đoạn đường này rất tốt, nước phù sa không nên để chảy ruộng ngoài đúng không? Triển Linh cùng tịch đồng liếc nhau, đều có chút ý động, bất quá còn phải hỏi cho rõ. Cẩm nhi, ta biết tiểu thư rất tốt với ta, ta rất vui, nhưng quyết không thể để phụ thân tiểu thư mang tiếng xấu trong người. Chư cẩm cười sảng khoái, xua xua tay, triển tỷ tỷ yên tâm, chuyện này vốn là lẽ thường tình. Bọn họ bá chiếm điền trang, trừ bỏ những thứ đặc biệt xuất sắc phải giao nguyên trạng cho triều đình thì hoàng thượng để quan viên tự do xử trí, chỉ là áp giá tương đương chuyển ngân lượng về quốc khố. Chuyện buôn bán này không công khai, giá cả thấp hơn bình thường một chút, nếu tỷ không nắm chắc cơ hội liền không có của ngon ăn đâu. Nói xong nàng lại làm mặt quỷ cười nói, kỳ thật chuyện này tỷ nên được, nếu không phải lần án kiện này mẫn cảm, phụ thân còn tuyên dương tỷ nữa đó. Mặc dù ăn hối lộ là trái pháp luật, nhưng những kẻ xuất thân làm quan của những năm đó chẳng khác nào như vả vào mặt hoàng thượng, chuyện này ai dám đề bạc công. Nói xong ba người đều cười nghe là lệ thường triển linh mới yên tâm, liền chọn một tiểu lâu ba tầng có vị trí tốt. Chư Cẩm nói, triển tỷ tỷ tận dụng thời cơ, nhân cơ hội này trực tiếp mua tốt, ngày sau không buôn bán còn có thể cho thuê hoặc bán, không cần ôm mệt vào người. Triển linh cùng tịch đồng tính toán, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, lại tính tiền trong túi, thấy cũng đủ rồi liền gật đầu đáp ứng. Chư Cẩm gật đầu, không cần sốt ruột, ta trước về nhà nói cùng phụ thân, bảo ông thông báo phía người dưới, nói nơi này đã có người muốn, chờ thời điểm bắt đầu giao dịch thì chuyện này liền sẽ thành. Triển Linh nhẹ nhàng thở ra, lại đối với tịch đồng cười nói, nếu không có tịch trưởng quầy nhập cổ, ta liền không thể lấy ra nhiều ngân lượng như vậy. Chư Cẩm Thu, bản đồ, nghe vậy cười nói, này tính là cái gì? Còn có ta nữa nè, sao chuyện không thành chứ? Ba người nói giỡn một hồi, bỗng Triển Linh nghĩ tới một chuyện, thuận tiện hỏi Chư Cẩm có ngựa hay không? Chư Cẩm ngẩn ra một chút sau đó vỗ tay cười. Xem trí nhớ ta nè, Tỷ tỷ là người không tầm thường nên sẽ thích cưỡi ngựa rồi. Cái này để ta về nói với Hạ Bạch một tiếng, Hạ Bạch có hiểu biết về ngựa, để hắn ta lo việc này đi. Ba người đang nói, chợt nghe một trận vó ngựa bên ngoài truyền đến, sau đó thiết trụ mang theo một người tiến vào, nói là thị vệ Lam đại nhân bên kia tới. Triển Linh nhận ra người có chút quen, đang êm đẹp sao Lam Nguyên bên kia cho người tới đây làm gì? Không phải sáng sớm hôm nay bọn họ lên đường sao? Ba người đồng thời đứng lên, trăm miệng một lời hỏi hạt nhi xảy ra chuyện sao gương mặt thị vệ có chút quẩn nghe vậy liền ôm quyền nói hôm qua tiểu công tử vẫn luôn khóc mãi lại không chịu ăn uống gì hiện giờ còn có chút sốt phu nhân vốn trong người không khỏe nghe vậy lòng nóng như lửa đốt liền ngã bệnh theo đại nhân lệnh tiểu nhân tới thỉnh triển cô nương qua xem một chút triển linh thề tuy ấn tượng đối với lam phu nhân không tốt nhưng tuyệt đối không có ý bỏ đá xuống giếng nhưng nghe xong những lời này đáy lòng vô pháp khắc chế một tia mừng thầm bởi nàng minh bạch hạt nhi rất có thể trở về vừa lúc chư cẩm cũng có chút nhớ người việc này lại không thể chậm trễ ba người liền lập tức khởi hành tình thế khẩn cấp con la không thể dùng tịch đồng liền bảo nàng ngồi cùng ngựa của chàng ba người cùng phóng ngựa chạy như điên theo vị hộ vệ triển linh lần đầu ngồi ngựa đi đường cảm thấy nhanh và cảnh sắc xung quanh đập vào mắt khác ngồi xe ngựa nhưng lúc này nàng không có tâm tư nhìn nắm vị nội tâm bị hình ảnh triển hạt xâm chiếm ước chừng qua một chén trà nhỏ Trước cuộc trạm dịch xuất hiện trước mắt, bên ngoài có một nha đầu đứng chờ có vẻ rất sốt ruột. Thị vệ đưa trình lệnh bài xong, mọi người cùng xuống ngựa, liền vội vàng đi vào trong. Nha đầu mang mọi người đi vào vòng mấy con đường, sau đó liền thấy dáng vẻ Lam Nguyên chẳng khác nào đứng trên chảo nóng, thấy bọn họ tới cũng không rảnh lo nhiều, liên tục chắp tay thi lễ, triển cô nương, tiểu nhi khóc nỉ non không ngừng, đại phu nói ít hầu có chút bị thương, lại không chịu ăn uống, làm phiền triển cô nương đi khuyên một câu. Triển Linh không rảnh cùng ông đa lễ, chắp tay liền hướng bên trong đi, tới cửa thì dùng lại hỏi, Lam Đại Nhân, ngài nghĩ kỹ rồi sao? Ta lần này ta đi vào, sẽ không như trước gửi trả lại. Triển Hạc nhìn mềm mại như bông, kỳ thật nó là đứa cố chấp, một khi nó nhận định chuyện gì rồi thì rất khó thay đổi. Hiện giờ nháo đến như vậy, mấy ngày trước vợ chồng Lam Nguyên nỗ lực đều công cốc, chỉ còn có thể từ từ cố gắng cả đời thôi. Biểu cảm Lam Nguyên hạ xuống, sau một lát xua xua tay, cả người dường như già nua rất nhiều, đi thôi, ít ngày nữa ta đem lão sư cùng nhũ mẫu hạt nhi đi qua, mong rằng triển cô nương tốn nhiều tâm tư. Ngày sau có thể thường xuyên gặp nhau là đủ rồi. Ngắn ngủn mấy canh giờ, trong đầu ông hiện lên vô số lần giải dụa, cuối cùng quyết định, hạt nhi mạnh khỏe là đủ rồi. Phu thê bọn họ thực có lỗi với nhi tử, hiện giờ. An bài như vậy là tốt nhất, mặc dù ông không nói, triển linh và tịch đồng cũng sẽ nói, họ có thể dạy chữ cho triển hạt nhưng nếu nói đến truyền thụ học vấn, trăm triệu là không đủ, nhân sĩ chuyên nghiệp vẫn hơn. Khách điếm sự tình ngày một nhiều, triển linh bận tối mặt, nếu có người tin tưởng hỗ trợ chăm sóc hạt nhi, tất nhiên là như ý cầu rồi. Nàng thực lòng nói tạ cùng ông, lúc này mới đi vào, quả nhiên nghe được một trận tiếng khóc đứt quãng Là triển hạt. Nghĩ đến tiểu gia hỏa khóc lâu đến như vậy, lúc này nghe thấy cảm thấy không khỏi đau lòng. Thời điểm bọn họ đi vào, một bên là nha đầu đang dụ dỗ ăn gì đó, một bên là lão giả tóc bạc trắng than ngắn thở dài, tiểu thiếu gia nên ăn một chút, nếu không sao chịu được. Thấy mấy nha đầu gấp đến muốn khóc, triển linh tiến lên nói, để ta. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, triển hạt bỗng ngừng khóc một lát, bất quá lập tức liền khóc lớn hơn, đưa hai tay hướng nàng muốn ôm. Mới tách ra một ngày thôi, triển linh cảm giác như thể mấy đời, tiến lên ôm lấy vật nhỏ nói, tỷ tỷ tới, hạt nhi không khóc, không khóc. Triển hạt vẫn khóc, cách cao ông nàng cổ hô tỷ tỷ hư hạt nhi ngoan không đi hạt nhi không đi nghe giọng bé gần lợi hại triển linh đau lòng tay run run vội an ủi không đi không đi nữa tỷ tỷ đã nói với cha đệ chúng ta ăn cơm xong sẽ về nhà về tỷ tỷ làm cơm ngon cho đệ ăn có được không bị lừa một lần nên bé không tin vẫn là chưa cẩm cùng tịch đồng thay phiên nói lúc này mới dần dần dừng lại vị đại phu cùng một đám nha đầu thấy bé cuối cùng không khóc đều nhẹ nhàng thở ra. Như thế rất tốt, lúc này triển hạt chẳng khác nào gấu koala, cứ thế bám theo cổ triển linh, ai nói động chạm tới là liền khóc. Cuối cùng triển linh tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày, từ treo trên cổ đổi thành ôm cánh tay nàng để trong ngực mình. Vì không thể ăn cơm, triển linh bảo lấy vào chén cháo khác. Do cả ngày không ăn nên lúc này không thể ăn quá nhiều. Triển hạt vì là quá đói, lúc này ăn hết lưng chén cháo thì muốn ăn nữa. Triển Linh cười sờ đầu bé, ngoan, về nhà rồi ăn nữa. Hạt Nhi ngoan, sau đó như sợ tỷ tỷ bỏ lại liền nói tiếp tỷ tỷ làm đồ ăn ngon. Thật là, lúc này còn biết kén ăn nữa đó. Mọi người đau lòng, vừa buồn cười vừa tức giận, rốt cuộc chỉ có thể lắc đầu. Từ hôm qua đến giờ Triển Hạt chưa thực sự ngủ ngon, hiện tại có tỷ tỷ ca ca bên cạnh, hơn nữa cũng được ăn no, buồn ngủ như thủy triều vọt tới, không bao lâu nghiêng đầu muốn ngủ. Triển Linh đau lòng, ngủ chút đi, tỉnh dậy tỷ tỉ tỷ mang đệ về nhà không ngủ triển hạt nhanh lắc đầu lại ôm cổ nàng nước mắt lưng chồng nói ngủ tỷ tỷ để hạt nhi đi triển hạt mới nói chuyện trở lại mở miệng khó tránh có chút mới lạ nghe liền phá lệ đáng thương không đi nữa rồi triển linh nói không tin giọng triển hạt khàn khàn. Dằn con một hồi bên ngoài một nha đầu đi vào triển cô nương phu nhân mới tỉnh người muốn mời ngài qua nói mấy câu triển linh gật đầu ta cũng đang có ý này đi thôi lần này nàng chính thức dẫn con người ta đi cũng nên qua nói một tiếng với lam phu nhân chắc cũng muốn dặn dò vài lời ai ngờ nàng vừa mới đứng dậy triển hạt liền lớn tiếng nói không đi triển linh bất đắc dĩ nếu ôm bé đi không chừng đem lam phu nhân kích thích thành cái dạng gì nàng nói nửa ngày cuối cùng hai bên cùng thối lui một bước bảo tịch đồng ôm triển hạt chính mình đi nhanh về nhanh triển hạt ủy khuất nhìn nàng hồi lâu lại duỗi ngón tay, nước mắt lưng tròng, ngoéo tay nói, tỷ tỷ, không đi. Triển Linh chua xót một trận, không đi, đợi chút chúng ta về nhà. Hai người kéo tay, lúc này Triển Hạc mới xà vào ngực tịch đồng ngồi, ca ca. Tịch đồng ừ một tiếng, giơ tay vỗ vỗ đầu cùng mông bé, ngủ đi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, ông cổ chàng nhìn chầm chầm theo bóng dáng Triển Linh, nhưng trong cái ôm đầy ấm áp, sau một hồi giãy dụa cũng từ từ khép đôi mắt lại. Vừa nhìn thấy Lam Phu Nhân Triển Linh giật cả mình, trong nháy mắt xém chút nàng không nhận ra. Đầu tóc rối tung, xiêm y đơn giản, cả gương mặt như không có sức sống, trên môi còn dính chút máu, cả người như gầy rộc khiến cho bụng bầu càng thêm lớn hơn. Bà cũng biết bộ dạng mình lúc này thật khó coi, thấy triển linh tiến vào hơi có chút băn khoăn để triển cô nương chê cười rồi, mời ngồi. Triển linh ngồi xuống, lại cảm tạ nha đầu châm trà, lúc này mới nói, phu nhân không cần để ý, ngài biết ta không để bụng những chuyện này mà. làm phu nhân liền cười cười, do tác động khóe miệng, đôi môi khô càng chảy ra vài giọt máu đỏ. Nàng ho khan vài tiếng, trầm mặt thật lâu sau, bỗng nhiên dãy dụa muốn đứng dậy, khiến mấy nha đầu bên cạnh cùng triển linh hoảng sợ vội cản lại. Bà nhất quyết không chịu, từ trên giường không người hạ lễ với nàng, sau đó thở hổn hển nói, triển cô nương, ta biết ngươi thiện tâm, là người tốt, triếp nhi về sau cậy nhờ cô nương. Chỉ vài động tác thôi mà người bà toát đầy mồ hôi, nhìn có vài phần đáng thương. Triển linh giật nhẹ khóe miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải đây là bị phát thẻ người tốt sao trầm mặc một lát chờ lam phu nhân được nha đầu bi một chén canh sâm xong lúc này triển linh mới mở miệng kỳ thật phu nhân mặc dù ngài không nói ta cũng sẽ đối tốt với nó ta biết lam phu nhân hữu khí vô lực gật đầu trong mắt lại lăn ra giọt nước mắt nháy mắt làm ướt một góc khăn tay triển cô nương ta biết cô nương xem nhẹ gia đình chúng ta nhưng tốt xấu ta cũng là nương của nó nếu không làm lễ này thực trong lòng khó được an ổn. Lúc trước bà từng nghĩ, đại gia tộc có cái gì mà không làm được, cũng luôn lấy làm tự hào mình sinh ra trong đại gia tộc, nhưng chuyện tới trước mắt mới phát hiện, nguyên lai trên đời này cũng có những chuyện mà bọn họ bất lực. Thôi, thôi. Chuyện tới hiện giờ, làm phu nhân không muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ là cười khổ nói, triển cô nương, ngươi cũng thấy đó, nếu triếp nhi thấy bộ dáng này của ta thì cũng bị dọa đi. Triển Linh chợt đứng lên, trong lòng kinh hãi không thôi, đây là đang gửi gắm sao. Phu nhân nói cẩn thận. Chuyện này hiện tại nàng tuyệt không thể đồng ý, bằng không chỉ sợ Lam phu nhân sẽ không xong, ngài mới nói chính mình là nương, nhưng sao giờ lại nói những lời này. Vận mệnh đã như vậy, Lam phu nhân cho nàng hoảng sợ, nhưng vừa nghe cũng biết là hảo ý, nụ cười trên môi chân thật nhiệt tình hơn. Hiện giờ bà không trông mong gì nhiều, chỉ mong sao sinh đứa nhỏ này ra được an toàn. Đây là mê sản, triển linh khịt mũi coi thường, quyết định hạ dược tàn nhẫn vận mệnh sao như lời ngài nói khiến ta hoảng sợ lớn mật lam phu nhân lắng nghe nhưng nha hoàng bên cạnh thì không nghe vào lớn tiếng quát liền bị lam phu nhân gọi lại triển cô nương còn muốn nói gì cứ nói ra đi triển linh không sợ ai cả quả nhiên tiếp tục lớn mật nói ngài nghĩ mệnh mình khổ đi thấy lam phu nhân không nói lời nào liền biết là đang cam chịu vì thế khiến nàng càng thêm dở khóc dở cười ngài nếu thật là có bản lãnh nên ra đồng đứng giữa bờ ruộng nói đi, xem những bá tánh mỗi ngày còng lưng dưới mặt đất phản ứng thế nào. Không dùng đất quăng vô mặt mới là lạ. Ngài xuất thân đại tộc, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn qua một chút khổ, ăn, mặc, ở, đi lại đều được chọn tốt nhất, phu quân được cả đi là thi đậu tam nguyên, tiền đồ vô hạn, hiện tại tuổi còn trẻ đã là đại nhân tri châu, đây là mệnh khổ sao. Ngài được người bên ngoài xưng tụng tài nữ, phu thê lại ân ái kính trọng, trưởng tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện giờ sắp lại có thêm đứa con thứ mọi thứ đều mỹ mãn khổ ở chỗ nào đây làm phu nhân như cũ trầm mặt, bọn nha đầu lén nhìn nàng vài cái tuy rằng không mở miệng nhưng trong lòng đang cân nhắc cảm thấy những lời triển linh nói đều có lý đúng nha có người cả đời cầu công danh lợi lộc đều không có phu nhân lại có đủ ở chỗ nào khổ chứ nếu các nàng cũng được mệnh như vậy thì cao hứng còn gì bằng cần gì biết mình họ gì những quý phu nhân này đúng là thập toàn thập mỹ muốn gì có đó như thế nào mỗi ngày u buồn rơi lệ triển linh lại nói không sợ nói câu ngài không thích nghe nếu ngài thật không có bên người có hai đứa nhỏ một đứa không hiểu chuyện một đứa cần ăn sữa vậy ai nuôi chúng là lam đại nhân sao ông ấy đang ở độ tuổi xuân ngài nghĩ ông ấy sẽ không cưới thê thiếp sao có mẹ kế liền có cha kế đến lúc đó kế phu nhân lại sinh thêm mấy đứa nhỏ khác ngài xem hai đứa nhỏ mình giống cỏ dại chân tường không có thể hiện tại họ sẽ nuôi chúng, ai biết mấy năm sau sẽ ném chúng đến chỗ nào. Bất quá nếu ngài là nương mà không đau vì chúng, ta chỉ là một ngoại nhân, cần gì tốn tâm tư, cứ để chúng tự sinh tự diệt đi. Ngươi, bị nàng cho một kích tàn nhẫn, làm phu nhân bị nghẹn đến mặt đều đỏ, lại bắt đầu kịch liệt ho khan mấy nha đầu liên tục vuốt lưng cho bà mới đỡ chút. Những lời nên nói đã nói, Triển Linh cảm thấy bản thân cũng xem như tận tình tận nghĩa, nghĩ nghĩ, liền đứng dậy cáo từ đi tới cửa, nàng quay lại nói, Lam phu nhân, bà không nên mang nặng nhiều chuyện trong người, tốt nhất nên nghĩ thông thoáng, mỗi ngày nên vận động một chút, thức ăn cũng không cần quá tinh tế, mọi thứ nên ăn một chút, tự nhiên bách bệnh liền tiêu, so hết thảy linh đang dịu dược đều là tốt nhất. Lam phu nhân sống ngần ấy năm, gặp qua, tiếp xúc qua biết bao dạng tiểu thư, mọi người đều là đánh đàn, ngâm thơ, vẽ tranh, bộ dáng dịu dàng yếu đuối, lời nói luôn là nhã nhặn lễ độ, nào có từng nghe qua ngôn luận thế này chính là nửa ngày ngồi nghe như tai được rửa bỗng nhiên cắn răng nói đói bụng đem chén cháo tới đúng vậy nàng còn có hai đứa nhỏ nếu nàng còn sống chúng mới sống tốt được trong lúc triển linh cùng lam phu nhân giao lưu tâm linh nhau bọn nha đầu bên kia đã đem hành lý triển hạt đóng xong tuy rằng mấy tháng trước không biết tung tích con nhưng lam phu nhân vẫn luôn tin tưởng con còn sống mỗi tháng đều tự tay làm làm vài món xiêm y hiện giờ tích góp được một cái rương to vừa lúc cùng mang theo cho triển hạt. Mà Lam Nguyên, cũng tự chọn dành cho con một ít giấy mực tốt nhất, lúc này cũng đều mang theo. Lần này trở về nhiều hơn một người, là nhũ mẫu triển hạt. Chờ một thời gian nữa, nghe nói lão sư của triển hạt cũng sẽ qua, sinh hoạt cùng việc học đều có người chiếu ứng, triển linh cảm thấy thật yên tâm. Tịch đồng cùng chưa cẩm cưỡi ngựa bên ngoài, triển linh ôm triển hạt cùng nhũ mẫu cùng ngồi chung xe. Triển hạt nằm trong lồng ngực tịch đồng vốn đang ngủ say sưa, Triển Linh vừa mới tới gần lại chợt đi xa, cậu bé mê sản duỗi tay nói, tỷ tỷ không đi. Triển Linh hướng tịch đồng ánh mắt bất đắc dĩ, vì thế nàng cùng nhũ mẫu ngồi xe về. Trong tay nhũ mẫu đang cầm áo khoác ngoài của nàng có chút ngượng ngùng, triển cô nương, xiêm y ngài còn chưa kịp giặt. Từ sau hôm qua chia tay nàng, triển hạt liền đem áo nàng niệm tưởng, lại giống như tuyệt vọng bấu víu sợi tơ mỏng manh, chết sống ôm không buông tay, ai muốn chạm vào cũng không được, chiếc áo thấm đẫm nước mắt bé nhưng vẫn không thể đem đi giặt. Triển Linh thở dài, điểm ngón tay lên mũi Triển Hạc, thật xấu hổ, xấu hổ. Có thể được cùng tỷ tỷ về nhà, trong nháy mắt thần thái Triển Hạc tươi tỉnh lên, cũng ngây ngô cười nói theo, xấu hổ xấu hổ, chọc Triển Linh cùng nhũ mẫu đều cười theo. Hai tỷ đệ ngươi xấu hổ xấu hổ, ta xấu hổ xấu hổ, náo loạn nửa ngày, trên trán đều mơ hồ đổ cả mồ hôi, lúc này mới dừng lại uống chút nước. Triển Linh nói với nhũ mẫu, chỗ chúng ta không so được hậu viện tri châu đại nhân, thật có chút ủy khuất ngài nếu nàng không mang triển hạt trở về nhũ mẫu sẽ đi theo vợ chồng lam nguyên nhận chức đi nếu người là do thỉnh về thì không dễ dàng đuổi người ta huống chi lại có công chiếu cố nhi tử họ thì càng có thêm thể diện cho nên nhũ mẫu có thể ở lam gia hưởng phúc đâu cần theo bọn họ về nơi thôn giả sống chất lượng sinh hoạt liền giảm đáng kể nhũ mẫu liền xưng không dám có chút sợ hãi nói không đảm đương nổi lời này của ngài ta vốn là nhũ mẫu của thiếu gia hiện giờ có thể tiếp tục hầu hạ đã là bồ tát phù hộ cao hứng còn không kịp đâu nàng biết bổn phận mình là gì mấy tháng nay nhận tiền tiêu vặt là công nuôi dưỡng thiếu gia nhưng thiếu gia không còn hiện tại còn hảo sau này chưa chắc vẫn thế này hoặc chính bà già rồi thiếu gia cũng không còn bà trông cậy vào ai nói câu khó nghe lúc này lão gia thái thái còn quan tâm nếu ba bốn năm nữa thì sao còn ai quản sống chết của bà đi theo thiếu gia sao gì xem như một nửa nhi tử bà không có trượng phu hay hài tử triển cô nương cũng không giống người khó ở chung nghĩ đến tương lai cũng sẽ không quá khổ sở khá tốt trước đó có chút lo lắng giờ thì cảm thấy lòng rất nhẹ nhàng dường như người chết đuối được cứu lên bờ nháy mắt áp lực đều tiêu tán trời xanh mây tạnh tâm hồn yên ổn đi được nửa đường lúc này triển hạt có tâm thưởng thức phong cảnh ông cổ triển linh liên tiếp cười nhìn thấy ven đường liền hô con thỏ con thỏ triển linh cùng nhủ mẫu cười để thực có tinh thần vừa rồi là ai mệt trả rời hả Triển Hạc ngây ngô cười hắc hắc, kiên quyết không đề cập tới chuyện vừa rồi, ánh mắt trông mong nói, "Con thỏ." Vũ mẫu nhìn nhìn Triển Linh, đầy mặt từ ái nói, hài tử là thế, luôn thích nuôi động vật nhỏ." "Giải buồn sao?" Triển Linh liền cười ý vị thâm trường, "Ngài đừng nghĩ nhiều." Nàng nuôi dưỡng con cái sao, sao có thể đi con đường tầm thường ấy được. Quả nhiên, sau đó liền nghe Triển Hạc nói đầy vẻ vui sướng, "Con thỏ, thịt nướng, thịt." Vũ mẫu cười cứng ngắc. Triển Linh ôm Triển Hạc cười sảng khoái, hai người ngồi chống tráng, nàng nói, tiểu tử ngốc, con đó quá gầy, cần có thời gian mới được. Phải có thời gian vỗ béo nó, tỷ tỷ sẽ nấu món ngon cho đệ, da lông làm mũ, áo khoác, đệm giường. Có thể làm thịt nướng, thịt xào, ăn rất ngon đó. Mới qua mùa đông, giả vật đều rất gầy không nên ăn. Triển Hạc nghe xong chỉ chảy nước miếng, liều mạng gật đầu ăn. Dưỡng mập ăn, bên ngoài chư cẩm nghe thấy liền đánh mã lại cười tỉ tỉ nếu nấu món thỏ nhớ đừng quên ta đó triển linh xốc mạnh hướng nàng cười trêu trọc lại sẽ không gọi tiểu thư đâu chư cẩm cười đắt thập phần kiêu ngạo nói ta mặc kệ không gọi ta mỗi ngày ta đều tới mang theo bụng đói tới không những ăn rồi còn đóng gói mang về nhà nha ha 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 nói xong thần thái nàng càng thêm sung mãn tịch đồng bên cạnh yên lặng nhìn ánh mắt mang theo mười phần khinh miệt còn đóng gói mang đi. Hỏi qua ta sao? Hừ. Mọi người đều nói giỡn cùng nhau, nhũ mẫu cười không nổi nữa, dứt khoát đem kim chỉ ra may. Ông trời, những người này đều sống như vậy sao? Hiện tại tiểu thư, thiếu gia nhà ai mà không ăn nói nhã nhặn chứ, đâu có sản khoái thế này. Bà là nhũ mẫu, về sau chiếu cố cuộc sống thiếu gia tốt là được rồi. Trước mắt, theo thù may vá, theo thù may vá thôi đám thiết trụ thấy bọn triển linh đi vội như một cơn gió, sợ trên đường không biết có xảy ra chuyện gì không nên ai nấy đều lo lắng, không tài nào tập trung được vào công việc được, ai ngờ chớp mắt liền thấy mọi người đã trở về mà triển hạt cũng đi theo về. Đã trở lại, đã trở lại rồi. Triển đại gia đã trở lại. Một đám cùng hô lên, ta nói cho ngươi, ngươi nói cho ta, không bao lâu liền truyền khắp khách điếm, sau đó tốt năm tốt ba chen qua tới hỏi thăm. Chưởng quầy, sẽ không đi nữa đúng không? Nhị cậu tử thấp thỏm hỏi Không đi nữa Lời này của triển linh tự tin mười phần Mặt đầy tươi cười Bộ dáng phất tay giống như nhà lãnh đạo Mọi người sôi nổi hoang hô Chẳng khác nào nô lệ mừng vui được giải phóng Cả khóe mắt cùng đuôi lông mày đều là ý cười Triển đại gia phấn nộn đáng yêu Ngoan ngoãn lanh lợi ai mà không yêu mến chứ Nghe nói phải đi Nhị cậu tử cùng đào hoa còn trộn khóc cả một đêm Vui mừng nhất chính là nhị cậu tử Hắn đau lòng nói, mới một ngày mà nhìn đại gia có chút gầy, cần phải bồi bổ. Chưởng quầy, hay là giết gà ăn thì thế nào? Triển Linh chỉ huy bọn thiết trụ dọn hành lý, nghe lời này hơi suy tư nói, giết một con vịt đi, thôi, hai con, một con để Lý Thị đem hầm canh, thêm chút dược bổ khí dưỡng thể, nhớ vớt bớt mỡ, con kia để ta làm món ăn mới. Ai đúng rồi, lông vịt đều lưu lại, ta cần dùng. Những cái đó đều có thể chế tạo làm buôn bán, áo bông mùa đông hiện có chút nặng nên thay lông vũ lý thị ước gì được nhận lệnh nghe nhắc đến tên liền vui mừng đi làm sư phụ luôn có nhiều ý tưởng mới hiện giờ đại gia cũng đã trở lại khách điếm mọi người đều đông đủ qua mấy ngày nữa làm lễ bái sư quả nhiên là tam hỷ lâm môn thật là quá cao hứng trong viện có một sương phòng trống đơn giản vũ mẫu trước ở tại đó giờ phút này triển hạt vẫn chim sợ cành công chết sống không chịu về phòng mình một hai phải đi theo triển linh không làm sao được nàng đành phải tùy nó qua mấy ngày nữa tinh thần thả lỏng rồi nói sau tịch đồng nhìn quanh sân hiện giờ các phòng đều có người không phải nói lão sư đệ để sắp tới sao cần phải xây nhà thôi còn không phải sao triển linh liền nói giờ đã ra năm thời tiết ấm dần là thời điểm khởi công tốt ta đã ước họa bản vẽ rồi gọi người tới khoanh vùng mấy chỗ rồi sẽ khởi công đem vùng này lấp đầy mới tốt Chư Cẩm nhìn cười một hồi, hiện giờ nơi này tỷ tỷ mua bán càng thêm phát triển, không bao lâu, diện mạo nơi này liền rực rỡ lên cho mà coi. Nơi này kinh tế phát triển lên, đối với bá tánh cũng là chuyện tốt. Mượn lời các ngôn của tiểu thư. Đè lại đại sự trong lòng, triển linh cảm thấy cả người nhẹ nhàng, cũng có hứng thú nói đùa. Vị trí khách điếm đặc thù, thổ địa cũng bất đồng, mọi thứ muốn khai hoang, xây dựng đều phải đăng ký. Nơi đây hoang vắng, mỗi tiệm buôn đều cách xa nhau, cho nên rất ít bá tánh tới đây khai khẩn bằng không triển linh không dễ dàng xin được như vậy bất quá có lợi cũng có tệ tuy rằng phòng ốc không thể mua bán nhưng phí tổn hữu hạn xem như bổ trợ nhau đi đang nói triển linh cảm thấy đầu vai nặng một chút nhìn lại liền thấy hai mắt triển hạt đang khép dần nàng bất đắc dĩ cười với tịch đồng huynh đem nó về phòng ngủ ta đi chuẩn bị cơm trưa tịch đồng lắc đầu mùi một đêm không chợp mắt trước đi ngủ đi chầu này chờ sau cứ để mọi người chuẩn bị cơm trưa trước. Chàng đúng có thích triển hạt, nhưng mọi việc đều phân nặng nhẹ, nhưng nếu để lựa chọn, đáp án đó vĩnh viễn không thể đổi. Quá kích động, ngủ không được. Triển Linh Thành thật lắc đầu, trực tiếp đem triển hạt giao cho chàng đi trước đi. Một phen động tác này triển hạt liền tỉnh, ngẩng đầu thấy cầm tịch đồng, tức khắc có chút hoảng, vội lén lút tìm người, tỷ tỷ Không đi, triển linh cười nói, trước cùng ca ca về phòng ngủ, tỷ tỷ đi làm món ngon cho đệ ăn có thể triển hạt về đến nhà, tâm nhanh chóng đặt xuống, sau đó liền thật sự ngủ vù. Thấy triển linh vào phòng bếp, Lý Thị vội ân cần đón, một bên giúp nàng đeo tạp về, một bên thủng thức nói may đại gia đã trở lại, bằng không mọi người đều nhớ muốn chết. Hôm qua sư phụ ngủ không tốt. Đôi mắt đều thâm một vòng sau lại không nghỉ ngơi trước đã. Không ngủ được. Triển Linh cười nói. Tuy rằng thân thể mỏi mệt, nhưng tinh thần lại phấn khởi, hoàn toàn không có muốn ngủ tỷ tỷ lại muốn làm cái gì? Giờ phút này chư cẩm không có việc gì để làm, lại không muốn về nhà sớm liền đi theo vào tham gia náo nhiệt. Trải qua chuyện nhà Lam Gia, chư cẩm càng cảm thấy mình cùng triển tỷ tỷ thực có duyên phận, cũng càng thêm kính trọng cách làm người của nàng, dứt khoát liền bắt đầu xưng hô tỷ tỷ đầy thân thiết. Có thịt tươi, đi đốt lửa trước đi. Sau đó triển linh đi múc bột ra, so với ngày thường nhiều hơn một chút nước. Đốt lửa. Chư cẩm mờ mịt, đó là vật gì? quê chúng ta gọi như vậy, còn có bánh nhân thịt, ăn rất là ngon. Chúng ta quen biết cũng được mấy tháng, ta còn không biết quê hương tỷ tỷ ở nơi nào. Chư cẩm lấy một cái ghế ngồi xuống, hai tay chống lên lưng ghế, mặt đầy tò mò hỏi. Nghĩ đến nơi có thể dưỡng tỷ tỷ thành một người như vậy thì nơi đó thực sự là bất phàm, nàng cũng muốn đi thăm một chút. Trên mặt triển linh hiện một chút hoài niệm, tâm tình phức tạp nói quê quán của ta a à, cách nơi này rất xa, có lẽ mọi người chưa nghe nói đến đâu là sao? Tâm chư cẩm càng thêm khó nhịn, không ngừng thúc giục nói. Triển Linh vô pháp, đành phải nói, quả nhiên thấy hai mắt chư cẩm mê mang. Triển Linh cười lắc đầu, tất nhiên nàng không nghe qua rồi, không riêng gì bản đồ bất đồng, thời không khác nhau, khả năng địa danh trùng hợp rất bé nhỏ. Thậm chí liền tính địa danh tương đồng, vị trí giống nhau, nhưng không phải cố hương sinh hoạt của nàng. Kia, mọi cô nương trẻ tuổi có thể vô lo vô ưu ư, chư cẩm không nghĩ quá nhiều, lại nghiêng đầu hỏi tịch đại ca cùng tỷ là đồng hương sao hai người quen thuộc như vậy chẳng lẽ là thanh mai trúc mã vì sao lại ngàn dặm xa xôi đến châu hoàng tuyền này không phải trong thoại bản đều viết như vậy sao hai đứa trẻ vô tư là thanh mai trúc mã đó đều là sách viết lừa người lừa tiền người khác triển linh bật cười lắc đầu tới nơi này ngoài dự kiến của ta bất quá sai nhưng không sai hiện giờ xem ra không tính là chuyện xấu ta cùng với huynh ấy không phải là đồng hương, chỉ là cơ duyên xảo hợp nhận thức, lại cùng đã trải qua chút sự tình. Đương nhiên điều không ngờ nhất là, trời xuôi đất khiến bọn họ cùng đến nơi này. Chư cẩm nghe không minh bạch lắm, nhưng cảm thấy tình cảm hai người đặc biệt thâm hậu, thức thời không hỏi tiếp, ngược lại chuyên tâm nhìn chầm chầm triển linh bận việc. Triển linh dùng con dao nhỏ không linh hoạt bằng tịch đồng, nhưng dùng để chặt thịt thì có thừa, tốc độ thần tốc như xé gió. Ban đầu chư cẩm còn cảm thấy thú vị, nhưng không bao lâu liền bị khí thế sắc bén này dọa cho xanh mặt. Rất nhanh thịt được băm nát, triển linh vẫn ngại không đủ, lại đem củ nghệ cắt thành miếng mỏng, từ miếng cắt thành sợi nhỏ, cắt nhỏ, hành tây cũng cắt nhỏ sau đó trộn hỗn hợp với thịt băm nhiễn. Lấy chậu gốm lớn lại đây. Dù đang bận tay, Lý Thị rất nhanh nhẹn đi bưng chậu gốm lớn lại, sợ đừng không đủ hỏi thêm cái này đủ không. Đủ rồi. Triển Linh đổ hỗn hợp thịt băm vào, lại bỏ thêm chút nước tương cùng muối, không nhanh không chậm quấy đều, lại có ý bảo chư cẩm lại ngửi. Đó là thịt tươi mà. Chư cẩm trợn tròn đôi mắt, liên tiếp rụt về phía sau. Khi đều là thịt tươi, nàng chính mắt nhìn thấy, tất nhiên mùi rất tanh. Dễ ngửi không, thơm. Triển Linh cười nói, lại vẫy vẫy tay. Rốt cuộc vẫn tín nhiệm Triển Linh, bỏ xuống do dự chư cẩm đi lại, sau đó trong mắt đều sáng, thơm quá. Là thật sự rất là thơm. Tỷ tỷ thật giỏi, thật giống như ảo thuật vậy. Chư Cẩm kinh ngạc cảm thán nói, rõ ràng mấy thứ đồ vật đơn giản nhất, qua tay tỷ lại thơm đến như vậy. Cũng không biết thế nào, hương vị liền thay đổi. Nghe miệng ngọt của tiểu thư. Triển Linh nhéo nhéo quai hàm nàng, chờ ăn đi. Ai? Chư Cẩm vui mừng đồng ý, nàng rất thích ăn nha. Thịt hơ qua lửa có nhiều loại, thịt heo thịt bò thịt lừa đều đặc biệt ăn ngon, hiện tại nàng có một mẻ thịt heo tươi nên dùng nó làm, nếu muốn ăn vị khác thì phải tùy duyên thôi. Lò nướng phết lên chút mỡ như thế nướng thịt mới giòn sốt được, trong thịt không khô lại nhiều nước, rất là thơm ngon. Trên da mặt bột bóng mỡ, Triển Linh dùng tay khẩy khẩy, Lý Thị cùng chư tẩm nhìn mà sốt cả ruột. Triển Linh vẫn vân đạm phong kinh, đem nhân bỏ vào, túng lại vỏ bánh, lại ấn thành viên bánh, sau đó cẩn thận đặt lên mâm sắt. Chờ viên bánh đầy một bàn, liền đưa vào bếp lò nướng. Triển Linh chỉ đạo Lý Thị làm khiến nàng luống cuốn tay chân, làm nhân bánh rơi đầy xuống đất, nàng xấu hổ nói, sư phụ, ta ngu ngốc quá, làm nhân bánh này rơi đầy đất rồi. Không có việc gì, chậm rãi học, cái nào rất đất đem heo gà ăn không phí. Triển Linh nói xong lại hướng dẫn Lý Thị đem nhân vũ ra sạch sẽ, một lần nữa xoa nhẹ da mặt bao, tiếp tục bao nhân bánh lại đẹp bình thường. Chư Cẩm nhìn khen không dứt miệng, hôm nay ta mới biết cái nghề nào cũng có trạng nguyên, tỷ tỷ thật giỏi, chiêu thức thật xuất thần nhập hóa. Không biết có phải do xuất thân con nhà quan gia, lời tiểu cô nương này nói ra rất là ngon ngon không cần chuẩn bị bản thảo, người nghe lại phá lệ chân thành, không thể không cao hứng. Mọi người cùng cười nói, bánh thịt nướng đã xong một mẻ, quả nhiên vỏ ánh vàng rực rỡ đầy béo ngậy, trên mặt còn ống ánh ván dầu, hương thơm đến không chịu nổi. Trên đường trở về nhắc đến món thịt thỏ chưa cẩm thèm không chịu nổi, hiện giờ tự nhiên là chờ không được, cũng không sợ nóng, truyền tay thổi thổi liền trắng xuống một ngụm qua bỗng chết ta chư cẩm từng ngụm từng ngụm hô hấp nước mắt lưng tròng chính là chết sống luyến tiết không nhổ ra lại hướng triển linh dựng ngón tay cái ăn ngon thật a à. ai u còn có nước thịt nữa nè nàng nghe răng trợn mắt hít hít nước thịt mùi vị thơm ngọt cảm giác tâm hồn có chút lân lân cái này gọi là bánh thịt nướng sao thật là tuyệt ngoài giòn trong mềm mà nhân bên trong tinh tế vô cùng lại có hành gừng điều hòa một chút cũng không dầu mỡ, một ngụm đi xuống tràn đầy nước thịt, khiến miệng không ngừng nhai nuốt. Bên trong còn có hành, sao nhiều hành vậy? Kỳ thật chư cẩm không thích ăn hành, nhưng triển linh lại cố tình bỏ thêm rất nhiều, ai ngờ mùi không có hăng, thịt cùng hành dung hợp hoàn mỹ, mùi vị càng thêm thơm nứt. Ăn thật ngon, trước kia sao tỷ tỷ không làm món này? Rất nhanh chư cẩm ăn xong một cái bánh, rất thỏa mãn, bưng chén trà lý thị đưa lại cân nhắc mình còn ăn thêm được mấy cái nữa. Năm cái. Ừ, nhìn nó không lớn lắm. Vậy tám. Ai, có phải hơi nhiều rồi không? Ai biết món này lạ với tiểu thư đâu? Triển Linh cười nói, nói nữa, ta làm nhiều thế này, tiểu thư ăn hết được sao? Nàng vốn thuận miệng nói ra, ai biết thế nhưng chưa cẩm lại nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Ừm, năm nay ta 17 tuổi, nếu mỗi ngày ăn một cái, nếu sống đến 60 tuổi. Đó là nhiều hay ít? Đau đầu xem ra những thứ ngon nên ăn nhiều một chút, dù sao cũng sống lâu trăm tuổi mà. Tịch đồng trong triển hạt, triển linh rửa tay rồi bưng một mâm qua đó. Vốn ban đầu chàng rất cảm động, ai ngờ vừa nghe chưa cẩm được ăn trước mình liền lập tức đen mặt. Nàng ta ăn trước. Tịch đồng đốt ngọn đèn, mặt vô biểu cảm hỏi, nghiêm túc như thể đang hỏi cung phản đồ. Triển linh gật đầu, cũng không để ý biểu hiện chàng nói từ. Nàng đang ở đó mà Huynh thì đang mệt nên không gọi qua, nên ta tự mình đem qua cho huynh nè rất nhanh sắc mặt tịch đồng chuyển biến tốt đẹp chút bất quá lại lập tức âm trầm vẫn lặp lại vấn đề vừa rồi nàng ta ăn trước nàng ta dám ăn cái đầu tiên sao ai phê chuẩn đã báo cáo chưa trong lúc ngủ mơ cánh mũi triển hạt khẽ nhúc nhích nhanh chóng mở to mắt định vị sau đó mở miệng yêu cầu đói bụng cái mũi linh thật không cần người gọi dậy triển linh bật cười đi lấy khăn ấm lau mặt cho bé phát thêm chiếc áo ngoài lại đây ăn cơm đi. Triển Hạc vui mừng ừ một tiếng, dẫu mông bò xuống giường, rất nhanh chạy đến bên bàn nhỏ ngồi xuống, một đôi mắt to tràn đầy khát vọng. Thật là đói muốn chết. Tịch đồng liếc bé một cái, không rảnh cùng chư cẩm kia tranh cứ nữa, trước yên lặng ăn đã. Phải tranh thủ ăn trước, nếu không nhị để ăn thì không thể dành. Bánh thịt nướng còn có cháo gà, ăn rất cốt cho dạ dày, ba người đều thích ăn thế này. Lúc nãy triển linh bận túi bụi, lấy dưa muối đem cắt sợi quấy bột nhồi cùng trứng gà chiên cùng bánh bột ngô ăn với cơm khá làm ngon ba người vây quanh bàn nhỏ uống cháo ăn cơm tuy rằng không nói quá nhiều nhưng thập phần ấm áp ăn cơm xong rồi tịch đồng thuần thục thu thập cái bàn bỗng nhiên lại nói hôm nay ăn thịt nướng ta nghĩ mấy bữa nữa ăn chân vịt hấp đi triển linh nghe liền biết ý được lúc nào rỗi làm cho huynh ăn lúc này tịch đồng mới vừa lòng chân việc hấp vốn dĩ đặc biệt ngon chính là bởi vì chỉ có hai người họ đóng cửa nấu với nhau cũng không có ai cùng tranh được hừ mấy ngày sau chư cẩm lại mang theo hạ bạch lại đây lúc này cũng không phải đi tay không từ xa đã nghe tiếng nàng vang vọng tỷ tỷ ngươi mau ra đây xem nè xem ta đem cái gì cho tới cho tỷ nè triển linh đang ở bên ngoài cùng tịch đồng triển hạt chậm rì rì đánh thái cực quyền nghe lời này ba người cùng đồng thời ngẩng đầu sau đó cùng mở miệng nha là một con tuấn bã to lớn lông mau thật dài trông rất đẹp, một thân da lông ở dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng trông thật mỹ lệ. Nó có đôi mắt tròn xoe, lông mi phá lệ dài chút, nhìn bộ dáng rất là dịu ngoan. Triển Linh Si mê vây quanh nhìn vài vòng, lúc này mới run run vương tay sờ nhẹ nhẹ, kết quả nháy mắt giả vật bị chinh phục. Được sờ soạn vài cái cảm thấy không đã ghiền Dứt khoát hướng mặt nàng cọ cọ a à a à, nàng cũng có ngựa của mình rồi Con ngựa này khá là hòa khí Không giống con hắc mã kia cao ngạo mới gặp nhau mà như thể thân thiết từ lâu tán gia bại sản ta cũng mua triển linh hài lòng nói mở miệng liền tuyên hệ đừng ai có thể chia cắt bọn họ chư cẩm cười gặp cả người hạ bạch cũng không dám nhìn thẳng cười cái vấn đề này giá trị hoa mã tương đương chiếc bmw hiện đại trước định đem ngân lượng mua bất động sản rồi giờ tán gia bại sản còn mua nổi sao không cần lo lắng chư cẩm cười nói này vốn là tài sản của vương đồng tri kê biên ra là quà biếu của phường lái buôn ngựa, nhưng nhà bọn họ lại không hiểu giá trị bọn chúng, nghe nói lúc kê biên tài sản, mười mấy con tuấn mã đều dơ đến không chịu nổi, bọn chúng bị nhốt chung với nhau, trong thập phần quể oải, nhóm sai dịch còn tưởng những con ngựa đó tầm thường thôi, kết quả cọ rửa cho chúng xong mới phát hiện, khiến những kẻ yêu ngựa đều đau lòng muốn chết. Hiện giờ giá cả cũng không mấy đồng tiền. Triển Linh không chút do dự nói lời cảm tạ, lần đầu tiên tỏ vẻ kích động như vậy trước mọi người có chút xấu hổ, nếu là vì con ngựa này, có lẽ nàng sẽ mặc giày thỉnh chư đại nhân làm việc thiên tư trái pháp luật một chút. Thực ra chư Thanh Hoài bảo đám nha dịch chọn mấy con ngựa mẹ hiền diệu, ai ngờ chư Cẩm liền không vui nói, như vậy không được, triển tỷ tỷ không thua gì đấng nam nhi, tuy vóc dáng nhỏ nhưng đưa những con ngựa như vậy có khác nào vũ nhục nàng. Hạ Bạch cũng có ý tứ này, cho nên tự mình trực tiếp đi tuyển chọn. Triển Linh cùng tịch đồng học qua khóa cưỡi ngựa, cho nên thuật cưỡi ngựa rất là tốt, đều là người yêu ngựa, tất nhiên là vui mừng rồi, ai ngờ con hoa mã này nhập chuồng mới thì làm nên một trận long trời lỡ đất. Vốn dĩ triển linh và tịch đồng nghĩ là hắc mã cùng hoa mã không thuận nhau, nhớ trước kia cũng từng xảy ra một trận như vậy. Bọn thiết trụ vừa nghe động cũng liền chạy qua, lại cũng không muốn đi vì lần trước nhờ sập lều mà bọn giả vật mới hài hòa với nhau. Nhưng hiện tại bất đồng, chúng nó đều có lều riêng mà đây là ngoại lại, thường ngày đều là sủng vật yêu của chủ, ngày ngày được vuốt ve, được khen ngợi, chuyện này lợi hay hại. Tuyệt không thể để kẻ mới này đoạt hết sủng ái của chúng. Vì thế hai con gia súc cũ liền bắt đầu nhảy nhót, ngược lại hoa mã kia như thuộc kiểu thành thật, chưa bao giờ phản kháng qua, bị chọc trúng cũng chỉ nhỏ giọng hừ hừ, chỉ là mỗi lần triển linh cùng tịch đồng đi qua sẽ phá lệ mở to cặp mắt, nhấp nháy nhấp nháy, dần dần bên trong liền đầy ngập nước. Tịch đồng Đau lòng muốn chết Vì thế đối đãi với nó tốt gấp bội Sau đó thanh loa cùng hắc mã càng không thích nó, trực tiếp đem nó chèn ép ra bên ngoài vài lần, còn làm trò trước mặt triển linh cùng tịch đồng cắn cái đuôi xinh đẹp của người ta, lại dùng mông dỗi trước mặt chủ nhân. Vì thế hoa mã lại tiếp tục đáng thương, hai chủ nhân lại yêu thương gấp bội che chở, thanh loa cùng hắc mã lại khi dễ gấp bội. Chuyện như vậy kéo dài cho đến nửa tháng, triển linh cùng tịch đồng mới có chút bừng tỉnh đại ngộ, hai ta có phải hay không bị chơi. Nhìn bộ dạng hoa mã béo một vòng, chỉ sợ nhát gan nhu nhược chỉ là giả, giả heo ăn hổ mới là thật đi. Con mẹ nó, suốt ngày đi đánh nhạn lại bị nhạn vụn trộn mổ mắt mù, hai người bọn họ từng thân kinh bách chiến sĩ chiến hiện giờ lật thuyền trong mương. Nhưng đáng sợ nhất chính là thói quen thành tự nhiên, tuy là cứ như vậy, chờ sau khi hoa mã kia lại rầm rì giả đáng thương, triển linh lại cho nó một quả táo. Lại qua mấy ngày, triển linh cùng tịch đồng mệt muốn chết, giữa đêm khuya cùng ngồi đối diện trong phòng bếp, trước mắt là món chân vịt hấp nhưng hai mắt đều có chút vô thần. Lửa đốt vừa phải, chân vịt đầy đặn mỹ vị vô cùng, nhưng hai người giờ phút này lại vô tâm đánh giá hai người chậm chậm vừa ăn vừa tán gẫu ăn xong thì đã khuya ngồi cùng liếc nhau cùng cảm khái hậu cung ba nghìn mưa móc phải đều nhau thật khó mà làm vừa lòng người không phải ba gia súc kia đang thi triển phương pháp tranh sủng sao không riêng gì người cũng chung ý nghĩ này cố tình hai người bọn họ đều thích ngựa hôm nay hắc mã phi nó tính tình bạo liệt không dễ chọc liền cắn đuôi hai con kia ngày mai thanh loa phi nó tính cách ngay thẳng nên giận là muốn hủy lều đối phương ngày kia hoa mã phi nó lại ôm nhu réo rất đặc biệt có thể nhẫn, nhưng am hiểu cáo trạng. Trước kia là hai người cũ, tình cảm thâm hậu, sau một vị là nhân tài mới xuất hiện, dáng vẻ muôn vàng. Triển Linh cùng tịch đồng còn có thể thế nào, chỉ có thể vắt hết ốc mưa móc đều dính sủng A. Thật không dám giấu giếm, trận này phân phát quả táo thận có điểm đau. Rất nhanh Tết Nguyên Tiêu đến, nghĩ đến vừa qua xảy ra nhiều chuyện, Triển Linh cảm thấy nên làm một đại tiệc lớn với những món ăn ngon bây giờ đã có thợ mộc của mình, triển linh thuận tiện được nhiều chuyện. Nàng cùng tôn thợ một thương lượng khắc mấy mẫu khuôn gỗ, hình chú cá mập, hình bé gái xinh, hình con dơi, hình 12 con giáp, tất cả đều ngây thơ đáng yêu. Mọi người nhìn đều cảm thấy thú vị, đặc biệt là hai đứa nhỏ, xem như có đồ chơi mới, cầm lăn qua lăn lại mãi không chán. Tịch đồng có chút không nghĩ ra qua năm lâu rồi, còn làm màn thầu hoa làm chi. Nơi trước kia bọn họ sinh sống thì đó là món ăn truyền thống, bánh màng thầu được nặng thành nhiều hình ảnh khác nhau khuôn đúc chính là những mẫu này nhưng những mẫu này hơi nhỏ đi nếu là màng thầu thì hơi khó khăn bánh chưa kịp lên men đã yểu xìu như vậy sao mà ăn được không phải màng thầu triển linh hứng thú bừng bừng đùa nghịch khuôn đúc trong tay ta nghĩ tết nguyên tiêu không nhất thiết phải ăn bánh trôi ngàn năm qua vẫn đều là bánh viên ăn tới ăn lui cũng những nhân bánh đó thực cũng không có gì quá quan trọng nếu bánh màng thầu có thể làm hoa nhỏ bánh trôi thì sao không thể chứ hơn nữa sau này có thể làm món điểm tâm nha. Thật ra lúc này trên thị trường có món màng thầu đúc sẵn khuôn, chẳng qua đều là hình ảnh tả thực hoặc trừu tượng, nói thẳng ra chính là nhìn rất xấu xí, triển linh không thích cho nên chưa từng dùng qua. Thấy triển hạt cùng đào hoa đều yêu thích những mẫu khuôn đúc này, cầm chơi mãi không buông, trong lòng vừa động triển linh liền vẫy gọi tôn thợ một lại, lại nói một hồi, rồi nàng nhanh chóng vẽ vẽ mấy thứ lên trương giấy. Tịch đồng ở bên cạnh nhìn liền cười, làm xếp gỗ. Ừ, đúng rồi triển linh cười cười nơi này bọn trẻ không có bạn hữu chơi cùng mà đồ chơi thì ít ỏi làm vài thứ cho chúng giải trí công thợ một cẩn thận nghe xong không nén được gật đầu cười nói cái này không khó dùng gỗ thừa từ làm gia cụ là được chưởng quầy yên tâm ta sẽ làm thật tốt mà dũ cẩn thận không chút thô ráp hình triển linh họa là những khối vuông khối tam giác nhỏ đơn học đồ bình thường đều có thể làm được ông suy nghĩ một hồi cảm việc này quá đơn giản bắt tay vào làm có chút ngượng ngùng, lại hỏi có cần khắc hoa văn gì lên không. Triển Linh liền cười, biết lão là người chịu khó, cái này đơn giản mới tốt. Ai đúng rồi, nếu rỗi rảnh, lão làm giúp một số vật dụng ghép hình nữa. Nghe xong lời này, tinh thần tôn thợ một hơi rung một chút, thầm nghĩ đại việt đã đến, nhưng mà nhìn lại thành quả có chút dở khóc dở cười, trưởng quầy không nói đùa chư, này, này thật sự là. Cái này so với những cái trước đó còn đơn giản hơn, chính là cắt dư ra chút đầu gỗ, Tịch Đồng suy nghĩ một hồi, lại bổ trợ thêm vài nét bút, trước kia có thấy ngựa gỗ chưa? Làm ngựa gỗ cho hài tử chơi cũng rất thú vị. Chàng tinh tế họa xong, công thợ một nhìn, lúc này mới hơi có chút toát ra điểm hứng thú, cái này cũng không khó lắm, có chút giống ghế bập bên, khác chút có những lỗ tiếp giáp này thôi. So với những khối gỗ vừa nãy, cái này yêu cầu cao hơn một chút, bằng không mỗi ngày ăn cơm nhà người ta lão cũng khó nuốt trôi. Người này đúng là kẻ thành thật. Triển Linh cùng tịch đồng chỉ có thể cười, sau đó bỗng lại có thêm chủ ý. Tôn sư phó, không bằng như vậy, ngài làm xong gia cụ, khi rỗi rảnh thì làm nhiều nhiều chút cái này để đặt trong tiệm bán, thu được tiền chúng ta chia đôi, một phần thu cho tiệm một phần để cháu gái ngài làm của hồi môn. Vừa nghe tới tôn thợ một liền xua tay sợ hãi nói, trưởng quầy nhân hậu đã thu lưu gia tôn chúng ta, chúng ta cảm kích còn không kịp sao có thể chia tiền được. Không tốt, không tốt. Lão không nên nói như vậy, Triển Linh khuyên nhủ mặc dù ta là chủ nhân, ngài làm đồ vật cho ta tất nhiên là hợp tình, nhưng thứ làm để bán ra bên ngoài thì khác, mặc dù không có chia hoa hồng cũng cần cấp tiền tiêu vặt. Với lại, mặc dù lão không nghĩ cho bản thân, chẳng lẽ cũng không nghĩ cho cháu gái nhỏ sao? Ông không phải ký khế ước bán thân, mà nàng cũng không phải là hoàng đế, sao có thể bóc lột sức lao động người khác được? Công thợ một còn muốn chối từ, rốt cuộc bị chọc trúng tử huyệt, khó tránh khỏi có chút động ý. Ông đã lớn tuổi rồi, Đào Hoa là cháu gái ruột cũng là đồ đệ, tuổi nhỏ thập phần vất vả. Nếu có thể thế tích cốc chút bạc cho cháu gái, tương lai cháu gái còn có thể tìm nhiều đường sinh ý khác kiếm sống. Nghĩ như vậy tôn thợ một liền mặt đỏ tai hồng gật đầu, bất quá lại không dám nhận hết một nửa, chính là chia bảy ba, ông ba, khách điếm bảy, bằng không liền phải lập tức mang theo cháu gái rời đi. Triển Linh không lay chuyển được ông đành phải thuận theo, mọi người lại cùng đầu chung một chỗ thương nghị nửa ngày, sau đó chốt lại xếp gỗ trò chơi ghép hình gì đó cực đơn giản phí tổn cũng thấp mặc dù bọn họ là người khởi xướng chỉ cần bán đi hai bộ thì sau đó ít ngày sẽ có người mô phỏng được nên thứ này không đem lại nhiều lợi nhuận nếu dùng tặng kèm lễ vật cho những khách quen lớn khách nhân được lợi ích cũng sẽ cao hứng lại được bọn họ quảng cáo miễn phí không sợ người ta không nhớ chỗ mình còn ngựa gỗ cái này không chỉ phí tổn khá cao yêu cầu kỹ thuật thập phần nghiêm khắc không dễ mô phỏng như đúc có thể thử một phen mua bán chỗ cửa hiệu mua từ vương đồng tri kia chúng ta bố trí một tầng buôn bán triển linh cười nói cũng không cần bán trong cửa tiệm khá là thuận tiện nếu bán buôn tốt còn có thể mua một ít xe tải gì đó như vậy tiện bề giao thương đi lại không phải sao công thợ một tuy tuổi đã một bó nhưng là người rất cuồng là việc nghe bàn xong liền lập tức đi khởi công không ai có thể ngăn được bên ngoài trồng thêm cây ăn quả lại trồng thêm hai gốc nho nữa triển linh chống cằm mặt sức tưởng tượng trong ánh mắt tràn đầy mêm ly lúc đó lại bảo ông ấy làm thêm mấy cái ghế bập bên đến mùa xuân chim về hoa nở cây xanh che bóng mát từng làn gió thơm bay qua chúng ta nằm dưới tán bóng cây ngủ có thức ăn ngon đồ uống mát huynh nghĩ xem có giống đi ngoại ô nghỉ mát không a à, thật là thích ý những chuyện này không phải trước chúng ta từng mơ ước hay sao ngày xuân phồng hoa người trễ hội ngày hè liễu xanh rủ nghiêng nghiêng ngày thu đủ món trái cây trồng chất mùa đông tuyết trắng mênh mông ba ngày thưởng cảnh xem người ban đêm nhìn trời ngắm trăng sao một năm bốn mùa ba trăm sáu mươi lăm ngày không để lãng phí một ngày nào tất nhiên là tốt tịch đồng ngồi bên cạnh cười muội biết trồng cây sao triển linh nhẹn một hồi nháy mắt từ ảo tưởng trở lại hiện thực đúng thật là nàng không rõ ràng lắm không phải còn có bọn thiết trụ sao lời nàng nói ra đúng hợp tình hợp lý ta là trưởng quầy sao có thể tự mình làm hết sao không dùng những tài nguyên có sẵn chứ hiện giờ sinh ý khách điếm đã đi vào quỹ đạo triển linh đối với việc trồng trọc thật không rõ ràng toàn bộ giao cho bọn thiết trụ sẽ đỡ mệt người muội là trưởng quầy lời muội nói đều đúng cả tịch đồng cười lắc đầu vừa dung túng lại bất đắc dĩ khi nào bao bánh nguyên tiêu bây giờ đi triển linh vào vào đầu hừ huynh còn biết thức thời đào hoa đi hỗ trợ gia gia làm gia cụ triển hạt ôm theo ba khuôn đúc đi theo bọn triển linh vừa đi vừa hưng phấn kêu nguyên tiêu Nguyên tiêu. Hô xong vài tiếng lại mờ mịt hỏi tỷ tỷ, nguyên tiêu là cái gì? Triển Linh cùng tịch đồng đều cười to, không hiểu cậu bé nói cái gì. Nghĩ đến bé còn nhỏ, dạ dày cũng yếu, thời điểm này năm trước chưa chắc lam gia cho bé ăn, mặc dù có ăn qua một hai miếng, hiện giờ cũng sớm quên không còn một mảnh. Trong phòng bếp phá lệ ấm áp, tịch đồng giúp bé gỡ cái nón lông ra, lại thuận tay vuốt vuốt cái đầu bù xù, nắm lỗ tai xoa xoa rồi kiên nhẫn giải thích ăn ngon ăn ngon. Triển hạt lặp theo lại một lần, đôi mắt đều phát sáng. Tỷ tỷ nấu ăn đều rất ngon. Muốn ăn. Ta nhìn đệ thật giống nguyên tiêu. Triển Linh bật cười nhìn cách ăn mặt này. Triển hạt liền cười theo, lại quơ quơ cánh tay, trông rất giống ngỗng con mập ù, đem khuôn đúc bỏ lên bàn, sau đó thuần thục bò lên ghế cao ngồi chờ. Muốn ăn nhân gì? Triển Linh kéo tay áo hỏi. Tịch đồng chờ đợi lời này đã lâu, liền nói hạt mè, hạt thơm lại tốt cho cơ thể, nghe nói còn có thể dưỡng tóc đẹp. Không biết có phải khí hậu có vấn đề hay không, mà không ít đồng hương của chàng tới 30 tuổi, tóc trên chõm đầu đều trọc, nhìn thập phần sầu người. Hiện tại tóc tai chàng còn đầy đủ, nhưng dù sao cũng phải đề phòng điểm này. Được, Triển Linh gật đầu, vậy huynh đi rang mè đi, thuận tiện lột chút đậu phộng nữa. Triển Hạc cũng vội vàng nhấc tay, đậu đỏ nghiền. Sau đó có chút thấp thỏm nhéo ngón tay hỏi, có thể chứ, bé thích đậu đỏ nghiền nhất dù có canh chưng trứng ăn bánh trung thu cũng phải có bánh nhân đậu đã sớm chuẩn bị triển linh qua đi sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé lại đem thao đậu đang ngâm sẵn cho bé nhìn hạt mè đậu phộng đậu đỏ nghiền đúng rồi hôm kia còn có làm tương sơn tra thời gian này sẽ tiếp khách nhiều khách điếm cũng không tránh được có người muốn ăn chúc mừng vào đông mọi người đều yêu thích món thịt cá tươi tránh không ngán không bằng thêm chút sơn tra vào làm nhân thêm vị thanh mát làm khai vị Vậy làm bốn vị nhân đi. Đầu năm bột mì, bột gạo không dư giả, cũng không tinh sạch như đời sau, nhưng vị thơm ngọt khiến người ăn thập phần hưởng thụ. Nàng tính nhân số hạ nhân tiệm, thêm phần của Chư Cẩm cùng khách vào tiệm mua về, sau đó bắt đầu lấy bột nếp ra, bao nhiêu một chút, nếu ăn không hết còn có thể làm quà tặng cho khách nhân, xem như phân phát vui mừng. Hiện giờ không có máy trộn, tất cả đều phải tự động thủ, nhưng mọi người giúp một tay, không khí náo nhiệt lại ấm áp một ngày vội vàng phú nuôi triển hạt tìm tới vẻ mặt ngượng ngùng xoa xoa tay nói triển cô nương ta ta có thể giúp gì không tới nơi này được hai ngày bà phát hiện mặc dù thay đổi chỗ ở nhưng ngày ba bữa vẫn được ăn cơm trắng từ sau khi đi theo triển cô nương tiểu thiếu gia thay đổi rất nhiều mọi việc cá nhân đều tự mình làm từ việc thay y phục rửa mặt và dùng cơm còn lại 12 canh giờ đều đi theo triển cô nương bà là nhũ mẫu trừ bỏ thu phập dọn phòng ở ngoài theo thù may vá thì những việc khác đều không giúp được gì. Mọi người trong khách điếm đều vội vàng, bà càng cảm thấy mình là kẻ ham ăn biến làm thật có chút đứng ngồi không yên. Triển cô nương này là người không tầm thường, đến lão gia và phu nhân còn cam phục, huống chi bà là nhũ mẫu mới phục vụ được mấy năm. Nếu không tỏ ra thành ý, chỉ sợ không sống chờ chết già. Nhất cử nhất động của nhũ mẫu triển linh đều xem thấy, biết đây cũng là người thành thật nên không cố ý làm khó, giờ phút này thấy bà chủ động lại tìm việc làm tất nhiên là vui mừng, ai mà vui nổi nếu sống kiểu ta là tôn Phật gia. Cũng tốt, đang có nhiều việc lo liệu có chút không xuể, bà giúp ta xây gạo nếp được không? Ai? Tưởng việc gì khó khăn, vũ mẫu vui mừng nhận, mặt đầy tươi cười nói với triển linh, triển cô nương không cần khách khí như vậy, gọi ta là tần tẩu tử là được. Triển linh cười gật đầu, hảo, tần tẩu tử nghe nói nhũ mẫu nhà quyền quý thường hay cậy thế chủ mà tác quay tác quái nên đối với vị tần tẩu tử này nàng có hơi nhiều cố kỵ hiện giờ xem ra đây cũng là người an phận thấy triển linh sửa miệng tần tẩu tử cũng nhẹ nhàng thở ra cảm thấy nháy mắt mình có thể dung nhập cùng nơi này bà vốn xuất thân gia đình nghèo khó thân thể khỏe mạnh lại làm việc cẩn thận nên mới được chọn làm nhũ mẫu cho lam gia bởi vậy không bao lâu bà liền xây được một bồn bột nếp lớn lại chủ động giúp đỡ ra viên vỏ bánh có tịch đồng cùng tần tẩu tử trợ thủ, nhất thời triển linh khỏe hơn nhiều nên đi kiếm việc khác làm. Thấy còn bộ thịt sườn ngon, nàng đi lóc thịt lấy mấy cây xương, trước ướp với rượu vàng, đường và nước tương, định hầm một bình xương sườn. Hiện giờ bên ngoài mầm cây đã bắt đầu nhú xanh, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh, đồ ăn cần ấm nóng mới ngon. Hầm xương với canh xương hầm nấu không giống nhau, nếu là hầm là không cho nước vào, tất cả chỉ dùng nước tương, rượu vàng thượng đẳng nấu lửa nhỏ nấu xong màu xương hầm là một màu đỏ hồng nhuận, béo mà không ngán, không tanh mùi thịt lại hương thơm nồng nàn. vị tiên sinh tịch đồng đang ngồi kia đảo đậu phộng liền đưa ra ý kiến thích hợp ăn cơm món đó mà ăn cùng màng thầu thực quá phí phạm của trời nên dùng với cơm. chờ nước thịt sắc lại, màu trang cơm thực đẹp mê người. lúc đó chàng có thể ăn liền ba chén cơm trang nước thịt. triển linh cười tất nhiên rồi buổi trưa ăn màng thầu trước cho đỡ ghiền, chờ xương sườn hầm hảo phỏng chừng cũng đã tối vừa kịp buổi cơm chiều. Tịch đồng gật đầu, lại nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay sắc trời rất tốt, mây không nhiều, tối ngồi ngắm trăng cũng không tồi. Triển Linh bật cười, người này thế mà đã nghĩ toàn bộ cho một ngày rồi, không phải ăn no xong muốn đi tản bộ sao. Chờ cho gia vị ướp xương sườn xong, Triển Linh đi cắt vài lá mỡ heo, loại bỏ mỡ xấu, nàng đem cắt nhỏ trộn chung với đậu phộng, hạt mè. Trộn đều xong nhân, lúc này mới lấy bột nếp ra cán mỏng, chuẩn bị bao bánh nguyên tiêu tuy nói ăn mỡ heo dễ béo dễ gây ra nhiều mầm bệnh nhưng đó là ăn quá nhiều thôi hay như ăn mặn cũng vậy nếu bao bánh nguyên tiêu mà dùng dầu thực vật không dùng mỡ heo thì vị bánh so với dùng mỡ heo kém hơn nhiều tịch đồng tự giác ngồi bên cạnh phụ nàng triển hạt ngồi trên ghế cao cũng dậm chân tuột xuống tỉ tỉ bao bao người ta nói quân tử tránh xa nhà bếp từ sinh ra đến giờ vẫn là lần đầu tần tẩu tử thấy nam nhân tiến vào phòng bếp cả kinh đến miệng không khép được nhưng thấy ánh mắt tịch đồng như lướt qua đây, bà liền lập tức cúi đầu tiếp tục làm việc. Thôi, mọi việc không liên quan đến bà, việc quan trọng là chăm sóc thiếu gia thật tốt, hà tất phô trương can thiệp sẽ thú vị sao? Bao bánh không yêu cầu hàm lượng nhiêu là đủ, chỉ cần bao nhân không hở là được nên mọi người thoải mái cho nhân vào bao. Xoa nhẹ viên bánh, triển linh cho vào khuôn đúc đủ loại hình thù. Nghĩ đến bột nếp chính sẽ trong suốt, khi đó những chú bánh hình bột cá này sẽ rất đáng yêu tần tẩu tử thấy vội nịnh hóc nói triển cô nương thật bỏ không ít tâm tư những hình bánh này trông thật là đẹp tần tẩu tử quá khen triển linh cũng nói thật bà làm việc trong phỉ tri châu từng đường kim mũi chỉ đều không tầm thường ta nơi này sao so được ở đó chứ tần tẩu tử cười làm lành đúng là mọi thứ đều chú ý đến tinh tế nhưng không đa dạng như ở chỗ cô nương người đọc sách luôn chú ý phong nhã nếu chủ tử không ra lệnh hạ nhân không dám tự ý chủ trương cho nên khi triển linh tới chỗ này cảm thấy có chút cổ hủ. Mọi người đang nói chuyện thì chưa cảm ăn mặc một tầng áo hồng, theo hoa văn tường vân cười nói đi vào, triển tỷ tỷ ta lại tới nữa. Triển linh vỗ tay cười nói với tịch đồng lúc nãy ta vừa nói đến cái gì nhỉ? Mà thôi, đối với nhà đầu này bao nhiêu cũng không đủ. Hạ bạch đi theo phía sau, trong tay còn cầm hai cái sọt tre triển cô nương, cái này đặt ở nơi nào? Hai người này cách hai ba ngày lại tới, quen cửa quen nẻo như nhà của mình. Không đợi triển linh hỏi, chư cẩm liền nói, có lẽ do chuyện vương bính dọa sợ, năm nay phá lệ quà tặng nhiều hơn, nhà chúng ta làm sao ăn hết được nên đành phải đưa qua đây. Rồi nàng chỉ vô một cái sọc, đây là lê phía tây đưa tới, vỏ mỏng ít hạt, thơm giòn ngọt nước, ta nghĩ nếu phải uống thuốc đắng dùng nó ăn bớt đắng rất hiệu quả. Lại đưa tay nhéo má thịt triển hạt cười nói, lê này, tỷ đệ có thể làm lê đông lạnh, lê chưng đường phèn uống chẳng khác nào nước sơn trà, nếu ăn chưa hết, để trong phòng ngửi mùi cũng thoải mái. Chỉ tay sọt còn lại nàng nói, đó là quyết mật, vỏ vàng ống ánh, không có một chút chua nào, chỉ là những thứ này để lâu không được, dạ dày phụ thân không được tốt, không được ăn quá nhiều đồ sống, ở bên này nhiều người, ăn phụ nhà chúng ta một ít. Triển Linh nói tạ, cũng cười theo, lần này chư đại nhân hành sự sấm trên gió cuốn, tất nhiên bọn họ bị một phen dọa sợ rồi. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, chưa cẩm đi lại bếp lò hơ tay khinh thường nói, bất quá có tật giật mình thôi, sớm biết như thế hà tất lúc trước làm vậy. Nếu không có việc gì, phụ thân sao làm gì được họ, chẳng lẽ phụ thân vì họ mà thu nhận hối lộ. Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào nữa. Bất quá cái gì cũng có thể thử, chứ còn có thể nghĩ như thế nào. Triển Linh kéo nàng ngồi xuống, lại cười tiểu thư tặng ta hậu lễ như vậy, ta sao có thể đuổi người đi được đây. Mọi người đều cười chư cẩm cũng không thấy một chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn thuận thế nói theo, tất nhiên rồi, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, ngươi thu ta đồ vật, tại sao ta không thu về ít thức ăn? Tỷ tỷ tốt à, món thịt nướng lần trước, còn có cái gì gỏi ngó sen, hôm nay có còn không? Những món đó ăn thử rồi, để sau đi, để ta làm món bánh tô da thịt lừa cho tiểu thư nếm thử, mỗi thứ mỗi phong vị, rất không tồi, triển linh nói, lại chỉ ấm sành trên bếp lửa, hôm nay hầm xương sườn đỏ, bất quá tiểu thư tới không khéo món đó phải chờ đến tối mới ăn được buổi trưa nếm thử bánh bao nguyên tiêu đi chuyện này có gì khó đâu buổi trưa ăn nguyên tiêu ta ở chỗ này chơi nửa ngày buổi tối ăn xương sườn hầm xong rồi đi là được chư cẩm trả lời mọi việc đều đơn giản cảm thấy không có gì khó khăn cả phúc hạ bạch bị trực tiếp phun nước trà trong miệng sau đó ho khan kịch liệt cả mặt đều nghẹn đỏ người lớn như vậy rồi uống nước trà cũng để sặc được chư cẩm kinh thường bất quá vẫn chủ động ném khăn tay mình cho hắn mau lau đi sim y đều ướt cả rồi tuy rằng trời đã có chút ấm nhưng vẫn còn rất lạnh đó khăn tay của nữ nhi là đồ vật riêng tư hạ bạch nào dám nhận dùng dùng tay phủi phủi nước rồi đi lại gần bếp lò sưởi ấm tiểu thư hạ bạch trưng biểu cảm có khổ khó nói ngữ khí có chút khó xử trước khi ra cửa người đã hứa với đại nhân rồi qua bữa cơm trưa một chút liền trở về thế mà giờ lại nói tối mới về đường đường thiên kim tri châu mỗi ngày chạy ra thành cỏ cơm ăn nếu bị truyền ra thật quá mất mặt chư cẩm không thấy có gì là ngượng ngùng lời nói ra rất hợp tình hợp lý phụ thân mỗi ngày đều bận tối mặt ta có về sớm thì gặp được sao còn không bằng chờ đến tối còn có thức ăn ngon mang về lời nàng còn chưa dứt vũ mẫu triển hạt nghe không nổi nữa cả mặt đều đỏ bỏ chạy ra ngoài không còn việc gì triển cô nương ta về phòng trước làm sam y cho thiếu gia cũng không đợi Triển Linh trả lời, chớp mắt đã không thấy người đâu. Những người này nói chuyện quá là phóng khoáng, đến cả truy chậu đại nhân cũng bị đem ra đùa giỡn. Bọn họ dám nói, còn bà thì không dám nghe. Chạy là thượng sách. Theo thù may vá, theo thù may vá là tốt nhất. Mọi người trong phòng nhất thời sửng sốt, sau đó đều cất tiếng cười to. Triển Linh vỗ cánh tay chư cẩm nói, tiểu thư xem, dọa người ta bỏ chạy luôn kìa. Hạ Bạch có chút đồng tình cùng chư Thanh Hoài. Mệt đại nhân nhà hắn nỗ lực tạo hình tượng uy vũ phong nhã, nào có biết con gái rượu bán đứng mấy con phố rồi. Chư Cẩm cũng cười, lại nói sắp sửa Tết Nguyên Tiêu tới, tỷ tỷ có muốn vào thành tham gia náo nhiệt không? Năm nay không còn vương bính tác quái, bá tánh có vẻ hứng thú nhiều hơn, không những mời vũ sư về giúp vui rầm rộ, còn tham gia tạo hình hoa đăng hoành tráng, nghe nói đèn vương lý với 18 đóa hoa sen, phía trên đặt vị tiên tử, dáng người lả lướt, gương mặt kiều mị hút hồn, mà mọi người không tham gia đoán đố đèn sao? Nghe hỏi câu này có chút đau lòng. Sự kiện gì cũng có thể tham gia, đừng nhắc về vấn đề đó được không? Hiếm khi hai người cảm thấy thực xấu hổ, vì thế nhanh chuyển sang chuyện khác nói thì nghe tiếng tiểu ngủ bên ngoài gõ cửa, hắn tiến vào cười nói, trưởng quầy, hai vị quan gia trương viễn, triệu qua châu phúc viên tới, đang ngồi dùng trà ở phòng khách. Đã lâu trương viễn cùng triệu qua mới có dịp ghé qua, mỗi lần đến khách điếm một nhà lại thay đổi một chút mà lần này xem như thay da đổi thịt hoàn toàn cả hai đang âm thầm tán thưởng thì thấy trong phòng triển linh tịch đồng chư cẩm hạ bạch và triển hạt bếp đi ra là bọn họ lạc hậu rồi hay sao từ khi nào ngày đầu năm đón khách trong nhà bếp chứ chư tiểu thư trưởng quầy hạ huynh tịch huynh hai người trước chào hỏi với chư cẩm sau đó mới chào bọn triển linh mọi người ngồi xuống triển linh lại kêu đem trà cùng hoa quả lên lúc này mới hỏi hai người họ lại có đào phạm nữa à. Trương Viễn cười nói trị An Châu Phúc Viên không đến nổi, triển cô nương không cần lo lắng. Lại chấp tay với chư cẩm còn chưa chúc mừng lệnh tôn đại nhân, thật sự làm mọi người kính nể, nay mai ngày ấy được thăng chức sẽ không còn xa. Chư cẩm không phải là hài tử chưa hiểu việc đời, nghe nói vậy liền thoải mái trả lời đa tạ, đó là bổn phận của thần tử, nếu muốn chúc mừng, không bằng trương bộ đầu tự mình nói cùng phụ thân đi, ông ấy cũng hay nhắc đến ngài. Trương Viễn liên tục xua tay, khiêm tốn nói, không dám, không dám. Rồi không nhắc lại chuyện này nữa, hai vị đại nhân đặc biệt thích thọc gậy bánh xe lẫn nhau, hắn nào dám đi bái tế chư đại nhân chứ. Lúc này chư Thanh Hoài rất nổi bật, Trần Miễu liền mất thế thượng phong, mọi người đều phỏng đoán, vài năm nữa thôi chư Thanh Hoài sẽ được thăng chức. Trần Miễu và chư Thanh Hoài cùng đổ tiến sĩ, khi còn ở Thái học luôn đối đầu với nhau, mà ân sư cả hai cũng không cùng tiếng nói, cho nên nhiều năm qua cả hai luôn là kình địch hiện giờ một bên thanh danh bỗng dưng truyền xa, một bên áp lực phải làm sao cho cân bằng. Đã nhiều ngày Trần Miễu ăn ngủ không ngon, dẫn đến nỗi hai mắt muốn phun hỏa, lại thêm miệng lỡ, lợi sưng càng khó chịu hơn, nếu ông biết thủ hạ đắc lực của mình chạy đến chúc mừng chưa thanh hoài. Triệu qua cầm hạt thông cắn rắc rắc, vừa ăn vừa cười nói, Trương Đại ca cùng ta lần này đến là muốn mời triển cô nương đến châu Phúc Viên châu chúng ta xem hội đèn lồng, dạo hội chùa. a à, hạt thông này thật thơm, lần trước trương đại ca mang về cho hắn một ít thế mà bị mấy đại ca kia mặc dày biển thủ hết, hắn ăn chưa được đã miệng thì đã hết, hôm nay nhất định phải ăn đủ mới được. Trương Viễn Trọng nhìn nàng, lòng bàn tay đầy một tầng mồ hôi, tim đập bang bang, sợ triển linh cự sẽ tuyệt. Triệu qua trông có vẻ thiếu ổn trọng nhưng kỳ thật thực là người rất tinh ý. Thấy Trương Viễn sau lần trước từ châu Phúc Viên trở lại, thấy mấy ngày liên tục tinh thần quể oải, cứ nghĩ sẽ không ai nhận ra, ai ngờ triệu qua hơi suy tư một chút liền minh bạch, lại nói hắn hồ đồ, trai chưa cưới nữ chưa gả, có gì mà không thể hỏi. Còn nữa, triển cô nương có từng nói qua nàng cùng họ tịch kia luyến tình sao? Cái gì cũng chưa hỏi đại ca đã mất ý chí chiến đấu trước rồi, như vậy sao xứng làm đại trượng phu? Trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, cốt xấu cũng có cái kết quả, còn hơn mỗi ngày lo âu thất thỏm. Nếu bọn họ hiện giờ chỉ là tình huynh muội tình đồng môn mà huynh lại trùng bước, như vậy tiện nghi cho người khác, sau này biết được, có hối cũng đã muộn. Trương Viễn cũng hiểu lý lẽ này, bất quá chần chừ luôn mãi, nhưng tiện hội đèn lồng này mới quyết định tránh không phải hối hận. Lần trước chậm một bước, lần này cố ý đến sớm hơn vài ngày ai biết cũng gặp chư cẩm ở đây, hắn dự cảm có chút không ổn. Quả nhiên, triệu qua mới nói xong, chư cẩm liền lúng đồng tiền như hoa, đúng là không khéo, ta vừa mới mời đám người triển tỷ tỷ, không bằng lần sau đi. Trong lòng Trương Viễn muốn nhổ một muốn máu. Còn lần sau, lần trước cũng là các ngươi đoạt trước, lúc này rõ ràng ta đến sớm, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Một mép đại tiểu thư nhanh vậy, không bị liếu lưỡi sao. Triệu qua nhanh ném cái ánh mắt cho Trương Viễn, tức thì tinh thần lập tức trung lên, đúng vậy, mình còn có chiêu sau nha. Đúng rồi triển cô nương, lần này ta đến thực sự cũng có chính sự. Mà tịch đồng đang ngồi uống trà, nghe vậy tầm mắt xuyên qua hơi nước trà có chút sắc bén. Nam nhân hiểu nam nhân nhất, lần đầu thấy Trương Viễn chàng liền cảm thấy không vừa mắt rồi, bởi vì ánh mắt người nọ. Nhìn là biết rồi. Trương Viễn cố ý không nhìn chàng, cười với Triển Linh, hôm kia đại nhân chúng ta sửa sang lại hồ sơ, phát hiện hình ảnh trọng án bao năm qua hình ảnh không rõ ràng, sau khi phóng thích người thì không rõ diện mạo. Ngài ấy nghĩ, nếu có thể đem tất cả nghi phạm đều vẽ giống nghi phạm vừa rồi thì thật là tốt. Luật pháp Đại Khánh Triều khá là khắc nghiệt, đại bộ phận bá tánh nhìn thôi đã thấy sợ, hầu hết đều tuân theo, trị an sát thật khá tốt nhưng vẫn có số ý không sợ chết vi phạm nếu bị bắt không tránh khỏi tai ương mà những người này sau khi được phóng thích cửa nát nhà tan thê tử ly tán thì không nói mà hàng xóm cũng thập phần khinh thường khó tìm được công việc chân chính cho nên đại bộ phận không nhịn được mà quay về nghề cũ họa ảnh đều giống nhau chỉ khác là đặc điểm dị hình trên mặt khi họ cải trang một chút liền không tài nào nhận ra rất nhiều quan viên đối với việc này rất đau đầu trần miễu cũng không ngoại lệ mấy hôm trước án tử vương bính đã lập có người truyền ra tin tức nói là bởi vì vương hùng gây sự ở khách điếm một nhà nên mới thuận thế thành chương kết quả trần miễu vừa nghe danh hào khách điếm một nhà lập tức liền nhớ tới họa kỹ triển linh cùng tịch đồng như vậy bớt đi chứng thức chứng cứ chỉ là này hai người này tựa hồ cao ngạo lần trước bản thân ông cũng thử nói xa gần mời vị tịch thiếu hiệp kia đều không dao động lần này tuy nhờ họa lại ảnh e cũng không chắc thành lại cân nhắc bọn trương viễn có quen biết với bọn họ Trần Miễu liền tống cổ bọn họ đi. Trương Viễn liền nói ý tứ Trần Đại Nhân là, muốn mời triển cô đi hỗ trợ họa mấy bức bức họa, chuyện này không phải làm không công. Cuối cùng hắn là cười nói một câu, nhân tiện sắp có hội vui chơi, vừa việc công việc tư cung thành, thứ hai Đại Nhân Trần Miễu cũng không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần thưởng thức tài nghệ cô nương. Triển Linh minh bạch ý tứ hắn, chỉ là, vốn nên vì nước ra sức một chút, chỉ là hiện giờ ta thật sự có chút không dứt ra được. Triển Linh ôm Triển Hạc xoa xoa eo bé, có chút khó xử nói. Triển Hạc vốn là thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc, lúc này vừa nghe chữ đi, cả người đều căng thẳng, lập tức đỏ vành mắt, lớn tiếng nói tỷ tỷ không đi. Hạc Nhi không đi. Triển Linh vội vàng ôm chặt bé an ủi, không đi, không đi, không ai đưa Hạc Nhi đi cả. Rốt cuộc Triển Hạc rớt hai giọt nước mắt, càng ôm chặt hơn nữa. Thấy tình cảnh này, Trương Viễn cùng Triệu qua tuy có chút nghi hoặc, không rõ là chuyện gì nhưng minh bạch lần này cũng không thỉnh người được thật ngại quá triển linh cười nói tuy ta không đi được nhưng ta nghĩ lão sư của ta sẽ không chối từ lời nàng chưa dứt tịch đồng cùng trương viễn nhìn nhau song hai bên đều im lặng không phản ứng gì cảm ơn không dám nghĩ đâu trương viễn tươi cười có chút gian nan cái này không được tốt lắm có cái gì không tốt chứ triển linh cười nói trần đại nhân là quan tốt có lòng vì nước vì dân chúng ta là bá tánh tất nhiên phải xuất một ít lực đúng không hai chữ cuối cùng là nàng nói với tịch đồng gân xanh thái dương tịch đồng nhảy hai cái lại không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên ôn hòa cười nói đúng đúng sự khác thường tất nhiên có trá chuyện này vội ta nguyện ý giúp tịch đồng mỉm cười nói phá lệ đem chữ giúp nhấn thật mạnh một chút sắc mặt trương viễn có chút hôi bại hắn không nghĩ thiếu những ân tình thế này đâu không ai biết chuyện thỉnh người họa mấy bức chân dung lại có sóng ngầm trong đó, cho nên lúc mọi người tụ hợp ăn nguyên tiêu, không khí có chút quỷ dị. Bánh nấu ăn nguyên tiêu rất ngon. Bánh nấu chín đồng loạt nổi trên mặt nước, nào là cá nhỏ, hoa nhỏ, dơ nhỏ đáng yêu, tròn tròn xinh xinh, người nhìn vào đều yêu thích. Nếu nói là đồ ăn, chi bằng nói là tác phẩm nghệ thuật mới đúng, chưa cẩm nhìn mà luyến tiếc bỏ vào miệng ăn. Bột nếp trắng trong, bên trong đủ loại nhân, mùi thơm hạt mè, đậu phộng, màu đen của mè, màu đỏ của đậu đỏ, lại chua chua ngọt ngọt vị sơn tra, ăn rồi một cái lại muốn ăn tiếp. Khai vị dùng vị sơn tra, lại ăn hạt mè, đậu phộng, sau đó tới bánh nhân đậu đỏ như vậy sẽ không ngán. Từng, nên vị nào cũng nếm được hết. Chư cẩm ăn liền một chén lớn, sau đó nghĩ còn muốn ăn thêm, bị triển linh cùng hạ bạch ngăn cản không cho. Thứ này tiêu hóa chậm, mỗi vị ăn một cái thôi, nếu không tối lại ăn không được món hồng xương sườn hầm. Triệu qua giật giật lỗ tai, có chút ngượng ngùng hỏi triển cô nương còn có hồng xương sườn hầm cái đó mọi người chờ được sao triển linh nhìn hắn nói còn chưa ăn được chờ buổi tối mềm ăn mới ngon bọn họ vì cái gì buổi sáng tới nếu là buổi trưa thật là tốt rồi như vậy liền có thể ăn món vặt điểm tâm còn có thể ăn hồng xương sườn hầm mỹ vị món bánh nguyên tiêu không phải là món chính triển linh xào thêm một nồi bánh to bột ngô cắt hạt lựu thêm chút hành gừng tỏi cho thơm thịt khô phiến cải trắng cắt sợi một nhĩ cùng rau khô cắt sợi lại đánh mấy cái trứng gà vào thêm chút gia vị xào hết thảy trên lửa lớn món ra lò màu sắc đẹp mắt hương thơm nồng nhuận mặt bánh bao lại tuy rằng có chút hơn nước nhưng không làm mất vị bánh ngược lại những gia vị khô được hấp thu triệt để càng tăng thêm hương thơm riêng biệt triệu qua không nghĩ tới nhìn bánh bột ngô bình thường nấu với rau khô ăn một khối như thế nào lại ngon như vậy cho nên phải nói là do ai làm mới được nha Ăn xong cơm trưa, Hạ Bạch không tình nguyện bị chư cẩm lôi kéo đi xem heo, vì nàng nói không nhớ gọi chúng tên là gì. Hạ Bạch chỉ có thể câm nín, chết sống không muốn nhớ nàng là thiên kim tri châu, đường đường quan viên lục phẩm, vì cái gì ngày lễ nguyên tiêu một hai phải đi xem heo. Đại tiểu thư nếu có hứng thú, không cần hành xử khác người như vậy được không? Tịch đồng cùng trương viễn, triệu qua đi châu Phúc Viên, trước khi đi triển linh cho mỗi người một gói lớn đồ ăn vặt cất trong ngực, nào là hạt dưa, hạt thông, hạt đào đều có, thơm ngon đến không khép miệng được. Thể diện là gì, đồ ăn ngon cho vào miệng mới là chân thật. Hai tỷ đệ triển linh tiễn mọi người ra cổng, biểu cảm tịch đồng liền có chút u oán Tuy rằng thành công đã kích được trương viễn, nhưng tinh tế nghĩ, hắn cũng tổn hại nhiều chứ không kém, vẽ đến 800 bản thì có mà chết. Rất có thể ăn không được nồi sườn hầm mới ra lò luôn. Quả thực đau lòng, hô hấp có chút khó khăn. Triển Linh nhẫn cười, không quan trọng, còn biết bao ngày tháng, phỏng chừng một ngày không thể có tới 800 phạm nhân, hai ba ngày sau họa không xong. Huynh xem tranh thủ kịp về ăn cơm. Trương Viễn đứng cách đó không xa, dựng lỗ tai lên nghe, hắn nhớ mày, a à. Tịch thiếu hiệp có vẻ không tình nguyện, chờ xong chuyện mọi người nhìn kính nể, hắn nên thỉnh một bữa tiệc trụ không say không về để thể hiện tấm lòng thành. Nhìn đám người tịch đồng lên ngựa xuất phát, triển linh mới cầm tay triển hạt trở vào, vừa vặn gặp phải một đoàn gia đình hất hả ghé vào nghỉ ngơi điển hình một nhà năm người, đương gia gia nải nải trên dưới 40 tuổi, con cái cùng trẻ nít, phụ nhân khoảng 20 đang trong ngực ôm đứa trẻ, vẻ mặt hồng đỏ, hơi thở không thuận lại ho khan, nhìn mà đau lòng. Triển Linh rót trà mời bọn họ, lại hỏi đi đâu làm gì, nải nãy kia mặt đầy sầu khổ nói qua nhi bị bệnh, muốn vào thành xem bệnh. Thời điểm giao mùa dễ bị cảm mạo, tiểu hài tử sức chống cự kém, bệnh càng nhiều hơn, triển hạt ho khan đều ngóc đầu không nổi cũng chẳng có gì lạ. Triển Linh gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói hài tử bị bệnh thật khiến người nhà lo lắng, mong tìm đúng thầy đúng thuốc, sớm trị hết sớm an tâm. Ai ngờ đương gia gia kia nghe vậy lại thần bí hề hề nói xem đại phu gì, đều là lừa tiền người ta, trưởng quầy không biết đâu, mấy ngày gần đây trong thành nghe nói có vị đại tiên, họ hoàng, chữa bệnh rất linh nghiệm. Hoàng đại tiên? Còn linh nghiệm? Triển Linh cảm thấy cái lý do này có chút quen tai, lập tức tỏ ra vài phần khinh thường cười nhạo là chồn sao. Thấy Triển Linh ngang nhiên dùng từ vô lễ đối với Hoàng đại tiên kia, cả nhà bốn người liền thay đổi sắc mặt. Triên vị nãy nãy kia còn đỡ, bà ra hiệu nàng đừng nói nữa, mở lời khuyên bảo tận tình, nha đầu, ngươi còn nhỏ tuổi không hiểu được lợi hại, Hoàng đại tiên này trị bệnh rất là linh nghiệm, ngươi dùng lời không kính trọng, ngài ấy nghe được sẽ tức giận. Nghe được sao? Triển Linh không giận, liền cười hỏi lại, lão nhân gia, sao người biết người kia chữa bệnh linh nghiệm? Tất nhiên là biết rồi. Lão thái thái vỗ đùi, xoa hai tay vào nhau rồi nói, làng trên xóm dưới ai gặp đều cũng nói như vậy. Gia gia kia hừ mạnh một tiếng, lại kêu người nhà nhanh khởi hành, đừng nghe nàng nhiều lời, chúng ta mau mau rời đi, nếu không đại tiên lại giận chó đánh mèo. Chỉ là hai vị nữ quyến trong nhà khá mệt nhọc, đặc biệt là tức phụ trẻ tuổi kia, còn phải ôm hài tử, trời lạnh thế này mà còn thở hừ hừ, thấy vậy người con trai có chút chần chờ, thật cẩn thận nói, cha, người không biết không trách, nếu hoàng đại tiên tiên y thuật cao siêu, phổ độ mọi người cũng sẽ không để ý nam nhân đau lòng chính là lão bà cùng hài như nhà mình tiếp tục khuyên giải cha ngồi nghỉ một chút cũng cho đứa trẻ uống miếng nước nghĩ nghĩ cái gì mà nghĩ cái tên hỗn trướng này ngươi thật sự muốn tức chết ta hay muốn chọc giận hoàng đại tiên muốn cả nhà chúng ta chết không được tử tế sao đầu lông mày lão đầu dựng đứng lên nước miếng văng tung mắt thấy đương gia đã phát giận cả nhà đều im như ve sầu mùa đông đành cố nén đứng lên, tiểu tức phụ kia liếm liếm môi khô khốc, có chút bất đắc dĩ lại ủy khuất nhìn khách nhân bên trong đại đường đang ăn uống thỏa thích, khóc mắt hơi đỏ lên. Cả nhà họ ra cửa không có nhiều tiền, hiện giờ trong bụng đói khát khó nhịn, trong miệng nóng như lửa đốt, lẫn trong không khí mùi hương thật thơm, thật muốn ăn một ngụm. Nhưng rốt cuộc nhớ tới hài nhi, tức phụ cắn chặt răng, sắc mặt cũng kiên định hơn. Thông thả đã, triển linh gọi bọn họ lại, bảo tiểu ngũ cầm ra mấy cái bánh bao, dùng giấy dầu bao tốt, nhét vào tay nam nhân kia cầm trên đường ăn đi, nhìn tức phụ ngươi mệt nhọc như thế, nếu ngươi đau lòng nàng, sao lại không ôm hài tử thay nàng. Hài tử kia cuộn trong chăn nhỏ, ít nhất cũng nặng tới 20 cân, đường núi khó đi, nhìn tiểu tức phụ kia bộ dáng gầy yếu, một đường đi tới chỉ sợ là mệt thê thảm. Nơi này cách cửa thành châu hoàng tuyền còn tới 40 dặm, nếu không phải người chuyên chạy việc giả, chỉ sợ mệt đến hoảng. Nam nhân kia có chút chần chờ, Nghe xong lời này mặt có chút đỏ, bất quá vẫn lẩm bẩm câu hợp tình hợp lý, ra cửa, có nam nhân nào lại ôm hài tử chứ? Người ngoài nhìn vào chê cười sao? Còn có lý này. Triển Linh nhìn hắn cười, người khác chê cười quan trọng hay là tức phụ ngươi quan trọng? Tiểu tức phụ nghe xong lập tức cảm kích cười, lại không dám nói nam nhân mình hỗ trợ. Nam nhân kia lại luống cuốn tay chân đi thối tiền lẻ, lão đầu đằng trước và lão thái thái cũng đã quay đầu, triển linh chạy nhanh nói, mau cầm đi thôi, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, chớ có nhiều chuyện. Dừng một chút lại nghiêm mặt nói, nghe ta khuyên một câu, đi xem đại phu đi. Ta thời trẻ lang bạc giang hồ, nhiều có thấy loại này giang hồ thuộc sĩ miệng đầy bị chuyện, gạt tiền người là một chuyện, nhưng một số bệnh chậm trễ trị liệu liền sẽ đi đời nhà ma. Các ngươi chớ có nghe lời nói của một phía, trì hoãn hài tử. Hài tử còn nhỏ như vậy, sức chống cự kém, sao chịu được cùng đại tiên lăn lộn. Nam nhân kia có chút chần chờ, lão hán đi đằng trước cũng đã phát hiện ra lập tức giận tím mặt ngươi, cái nghiệp chướng này, hiện giờ lời lão tử nói đều không nghe vô sao. Còn không mau lăn lại đây. Nếu ngươi nhận đồ vật đó, ta liền không nhận đứa con trai này. Không làm sao được, nam nhân kia đành phải ngượng ngùng mà đi, tức phụ kia vừa khát vừa mệt, đứng lại phía sau, có chút ủy khuất cơ hồ muốn rơi nước mắt, lại vẫn miễn cưỡng đối với triển linh cười cười, nhỏ giọng nói, đa tạ ngài, ta, ta đi đây. Nói xong, liền bước đi vội vàng theo những người phía trước. Triển Linh cầm mấy cái bánh bao đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng thất tha thất thểu tức phụ kia, thở dài một hơi. Đó là ai vậy? Đang em đẹp tỉ tỉ lại than thở cái gì? Chư cẩm thăm heo xong như nguyện, vừa vặn đi lại thấy vậy hỏi. Triển Linh đem bánh bao cho tiểu ngũ đem tức, lại đem sự tình vừa rồi nói lại một lần. Chữ cẩm nghe xong giận dữ, hạ bạch cũng nhíu chặt chân mày. Quả thực buồn cười, lão hán kia quá là không nói lý. Sinh bệnh tất nhiên phải đi xem đại phu, đi tìm lang băm lung tung rất là vô dụng, mà đại tiên là cái thứ gì? Hạ Bạch sao gì cũng hiểu biết nhiều hơn, hắn nói việc này cũng không hiếm thấy, có một ít giang hồ thuật sĩ giả danh lừa bịp hại đến mạng người, nhưng mà cũng do bá tánh ngu muội dù quan gia có cấm cản nhưng chuyện này khá là đau đầu. Ánh mặt trời hôm nay rất tốt, triển linh kêu tiểu ngũ pha mấy bình trà đem ra, lại lấy thêm một ít điểm tâm, bày ngồi ven đường bên ngoài nắm phong cảnh thanh tịnh hàng huyên. Chẳng sợ mấy chục văn tiền một gói dược phong hàng, muốn thực sự chữa khỏi cũng phải sáu bảy phục văn, bá tánh tầng chót sinh hoạt gian nan, một văn tiền hận không thể bẻ thành hai văn, phải bệnh nặng liền đi mất nửa lượng bạc là một gánh nặng. Nói xong, triển linh lại khẽ thở dài một cái. Những gì cần nói nàng đã nói rồi, nhưng nếu người nhà kia thật sự không nghe vào, nàng cũng thật sự không có biện pháp. Quảng thiên quảng địa, nàng đúng thật không thể người khác muốn đi chịu chết chỉ là đáng thương cho hài tử kia dù có chưa thanh hoài làm quan thanh chính nhưng cũng là xuất thân thế gia con đường làm quan cũng nhận được hiếu kính này nọ từ cấp dưới cuộc sống chưa cẩm xưa nay chưa từng chịu khổ một bộ y sam ít nhất cũng mười mấy lượng bạc nào hiểu được chữ nghèo viết thế nào nghe xong lời này liền có chút ngạc nhiên nhất thời vô ngữ triển hạt ngồi một bên cầm tay triển linh chơi đùa nghe nàng thở dài liền ngẩng đầu nhìn lại bắt chước bộ dáng ngày thường nàng an ủi nhóc, đưa cánh tay nhỏ vỗ vỗ cánh tay nàng, tỉ tỉ ngoan, chớ khóc, chớ khóc. Trong thời gian ngắn, không khí nặng nề kia liền tan đi, ba người đều cười ra tiếng, đùa với bé nói giỡn một hồi. Nhưng nói giỡn xong rồi, cọc tâm sự kia lại lần nữa xoay quanh trong lòng bọn họ, khiến lòng người thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thật lâu sau chữ cẩm mới thở dài, nhưng mặc dù cứ như vậy, cũng không thể lại tin đại tiên cái gì nha. Như vậy không phải mất tài hại mệnh sao? nếu đổi lại là tiểu thư một bên là tiêu phí hơn phân nửa lượng bạc nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng bên kia chỉ mất mấy cái tiền đồng nó là ba năm ngày liền khỏe mà lúc này gia cảnh tiểu thư thật quá là túng quẫn tiểu thư sẽ chọn bên nào triển linh chậm rãi nói biểu cảm nàng bình đạm lời nói ra nghe vào thật đau lòng những chuyện như vậy nàng từng gặp qua quá nhiều cũng từng nỗ lực giúp chút sức lực nhưng bị bần cùng cùng ngu muội ăn sâu nơi nào dễ dàng bị khuyên phục cùng cứu vớt chứ chữ cẩm há miệng thở dốc chung quy một chữ đều nói không nên lời đều nói hạ nhân ngu muội nhưng bần cùng cũng không thoát được can hệ quả thật có vài người mê tín không thông minh nhưng nhiều hơn vẫn là bị lợi dụng ham món lợi nhỏ từ tâm lý cảm thấy nhà mình thực nghèo tiền uống thuốc là bỏ ra không nổi hiện giờ có người thề lời son sắt bảo đảm có thể lập tức chữa khỏi ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa chi bằng thử một lần nếu trùng hợp gặp phải vài nhà người khác từng khám qua nói người không cứu được nhưng gặp phải mấy kẻ hét to chuyên trị bách bệnh thành công, liền sẽ nghe những người nói trước đó hay sao? Ta liền trở về nói với phụ thân, đi đem cái đại tiên kia bắt lại. Chữ cẩm cả giận nói. Tiểu thư chớ có xúc động, muốn bắt tặc phải có tan chứng, hiện giờ tiểu thư không bằng không cớ như thế nào bắt hắn. Hạ Bạch khuyên nhủ Đúng vậy, Triển Linh cũng bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, nghe qua ý tứ mấy người kia, vị hoàng đại tiên này thực sự mê hoặc tâm một nhóm người, nếu tiểu thư tùy tiện bắt lấy hắn, lại không lấy ra được chứng cứ hữu lực, ngược lại khiến nhiều người tức giận, bảo chư đại nhân phải xử lý thế nào. Vậy phải làm thế nào cho đúng, chẳng lẽ mặc kệ hắn ta hay sao? Chữ cẩm nói, hiện giờ bởi vì chuyện vương bính phụ thân đang đứng ở đầu ngọn sóng gió, không biết bao nhiêu người sau lưng đỏ mắt, hận không thể ngày đêm nhìn chằm chằm bắt được điểm sai của ông, nếu ngay lúc này thật sự nháo ra tai họa gì, như vây phải làm sao đây? Kẻ gian luôn rất láo cá, chẳng khác nào cá chạch xảo quyệt giống nhau, lại thêm tầng tầng lớp lớp mật báo, một chút cơn gió liền nắm mắt liền, sự việc lần này chúng ta biết được sớm, nếu có thể bắt lấy thì tốt rồi. Hạ Bạch suy tư nói. Không vội, Triển Linh trầm ngâm một lát nói ăn xong cơm chiều huynh về bẩm lại với đại nhân, bảo ông cho người nhìn chầm chầm việc này âm thầm xem xét, nhìn xem hoàng đại tiên kia có thuộc nhóm người nào nữa không. Loại nghi phạm này luôn có đồng bọn hỗ trợ, có người cùng hắn cổ động, hát đôi mới có thể lừa gạt đến những người vô tội đến lúc đó một lưới bắt hết bắt cả người lẫn tan vật chẳng phải càng tốt hơn sao chuyện này có thể làm tận lực cứu vớt được người nào hay người đó hạ bạch cùng chư cẩm đồng thời gật đầu kế này cực diệu chỉ là chung quy chỉ có thể ngăn ngừa được nhất thời loại sự tình này có cấm có bắt được hoàng đại tiên mấy tháng sau phong ba bình ổn từ trong xó xỉnh nào đó sẽ có một trương đại tiên lý đại tiên triệu đại tiên chẳng khác nào cỏ dại ngày xuân điên cùng sinh trưởng vĩnh viễn khó mà diệt tận gốc trước củi đáy nồi mới là kế sách triển linh liền cười xua tay hiện giờ trong lòng ta đã có đối sách chúng ta thông thả nhìn một cái nếu quả nhiên là có tang chứng liền bắt hắn lột da cũng bố cáo các bá tánh cảnh giác ngày sau lại có người dùng chiêu này mê hoặc nhân tâm liền lấy áp dụng như vậy được sao chư cẩm cùng hạ bạch vừa mừng vừa sợ cái này nếu lại xử trí nhẹ ta chắc chắn khó mà xử lý nghiêm. Triển Linh cười nói, thuật sĩ cổ đại giả danh lừa bịp chỉ có mấy chiêu số này, cái gì đất bằng nổi lửa, bắt tiểu quỷ linh tinh nói trắng ra chính là một chút phản ứng hóa học đơn giản nhất. Thời trẻ bọn họ tiếp thu tư tưởng giáo dục từ hiện đại, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Ngày khác liền đi tham gia một chút náo nhiệt, không chừng mình còn bắt được quỷ trong lòng Hoàng Đại Tiên nha. Nhìn bộ dáng nắm chắc của Triển Linh, chưa cẩm cùng Hạ Bạch đều rất tin tưởng nàng mọi người lại ngồi nói chuyện phiến một hồi, đến khi trời dần tối, gió lạnh thổi lên mới tạm ngừng đi vào nhà. Tịch đồng vẫn chưa có trở về. Triển Linh nhìn về hướng Châu Phúc Viên một hồi vẫn không thấy một bóng dáng nào quen thuộc, bất giác trong lòng có chút trống vắng, liền tự mình đi ra ngoài thắp sáng đèn lồng lên. Nhìn ánh đèn màu cam, màu hồng lay động trong gió đêm, cảm giác cõi lòng thèm ấm áp. Tịch đại ca còn chưa có trở về sao? Chư Cẩm cũng hỏi vài lần. Triển Linh lắc đầu thời điểm trước kia mới xuyên đến, bên canh chỉ có thiết trụ, nhị cẩu tử cùng triển hạt, hai kẻ kia thì cung kính có thừa nhưng không thể thân cận, triển hạt lại không mở miệng nói chuyện, cho nên có nhiều ngày nàng nói không đến 10 chữ. Ban đầu đúng thật không thích ứng nổi nhưng rồi cũng dần quen đi. Ai biết mới vừa tập xong thói quen, tịch đồng đánh bậy đánh bạ tìm tới, cả hai lại quen thuộc, lại có nhiều chuyện cùng cảm khái, tuy rằng cuộc sống có chút đơn điệu nhưng cả hai thấy vậy cảm thấy đủ vui vẻ rồi kỳ thật tịch đồng rời đi mới vài canh giờ nhưng nàng lại cảm thấy có chút cô đơn rồi thói quen thật đúng là đáng sợ thời điểm trong lòng không thoải mái nàng luôn tìm việc gì đó làm để tránh ngồi không nghĩ ngợi lung tung triển linh tính toán đi làm cơm chiều quay đầu hỏi chư cẩm cùng hạ bạch ta đi chuẩn bị cơm chiều hai người muốn ăn món gì nàng vừa dứt lời chư cẩm cùng hạ bạch liền liếc nhau đều thấy được trong ánh mắt đối phương đang mừng như điên sau đó mỗi người nói một yêu cầu thịt nướng lạp xưởng triển linh cười chư đại tiểu thư đúng là chấp niệm với món thịt nướng thịt nướng có chút phiền phức lúc này không còn sớm để bữa khác đi buổi tối có hầm xương sườn hồng cái kia ăn với cơm ăn là ngon nhất lạp xưởng có thể được có vị ngọt cây cùng ngũ vị hương để ta bảo người làm đúng rồi hôm nay mấy con gà đánh loạn với nhau bị thương ta lười trị thương mà đem giết thịt thế này liền có thêm món gà xả ớt nói xong nàng lại cười tủm tỉm nhìn về phía hạ bạch hạ đại nhân thì sao nếu không ta làm vài món rau xanh gương mặt hạ bạch cứng đờ sau đó lập tức nói không sao ta cũng có thể ăn cây triển linh cùng chư cẩm đồng thời phát ra một tiếng dài nga trước kia mua mấy con gà mái để ấp trứng hiện giờ gà con lớn lên có trống có mái dần dần bọn chúng liền không an phận đấu đá lẫn nhau đặc biệt là mấy chú gà trống nhỏ tranh địa bàn đoạt đồ ăn thì không nói Mặt khác là tranh giành vương chủ trước mặt đám gà mái kia, lâu lâu phải đánh nhau một trận chết đi sống lại, có đôi khi chúng quá khích dẫn đến đám gà mái kinh sợ, liên tục mấy ngày đều không đẻ trứng, đại bảo cùng đại thụ đều rất là tức khí. Nghe báo vấn đề này Triển Linh giải quyết có chút thô bạo, trước đem đám gà mái cách ly, để lại đám gà trống ở cùng với nhau, một lúc sau không con nào chịu cúi đầu liền diễn ra cuộc ẩu chiến. Hiệu quả quả nhiên lộ rõ, lúc trước còn vênh váo tự đắc, lúc sau đều nằm bất động không cần mất thời gian cắt cổ nghe chúng la hét chói tai, hạn chế thời gian giết thịt nhổ lông. Chờ bọn đại bảo sách đầu mấy con thua trận giết thịt, dư lại mấy con chiến thắng nào còn khí thế oai hùng kia. Tất cả đều đứng im một chỗ rung bần bật, so với đám gà mái khác nào đám chim chút đâu. Triển Linh đi xử lý gà trống, chưa cẩm cùng hạ bạch cũng thuần thục theo sau đi vào, người trước thì hứng thú bừng bừng, người sau mặt lộ vẻ lo lắng. Ơt gà a, à, ớt. Nghe thấy tên liền cảm thấy thực kích thích hiện tại nói phải trở về báo tin cho đại nhân vẫn còn kịp đúng không? Nhưng lại liên tiếp món hầm xương sườn hồng gần trong gan tất. Trong lòng hạ bạch đấu tranh kịch liệt, đôi mắt không ngừng liếc cái nồi hầm kia đang liên tục thoát khí ra. Triển Linh cắt cổ gà lấy tiết xong, đem đi nhổ lông sạch sẽ, chặt khúc cho vào chậu gốm lớn, rồi ướp vào rượu trắng, muối, đường. Chư Cẩm tò mò hỏi đó là cái gì, ngửi hương vị có chút quen thuộc. Bột ngũ vị hương, Triển Linh đem bình gốm nhỏ hướng mũi phẩy phẩy gió, cười nói thứ này tốn không ít công phu, nguyên liệu đều phải đặt mua, hiện chỉ mới dùng với món lạp xưởng, còn những món khác chưa dùng qua. Nguyên lai là lạp xưởng, khó trách. Chư cẩm hít sâu một hơi, bỗng nhiên bắt đầu liền hắt xì, hai mắt nước mắt lưng tròng, khiến triển linh không ngừng cười được. Ước cà cần chút thời gian, triển linh đi lại điểm điểm cái mũi triển hạt ăn bánh cam đường đỏ không? Bánh cam đường đỏ. Triển hạt vui vẻ nói, dù chưa biết đó là cái gì, nhưng bé lại rất mong chờ ăn được nó. Cái món này thực sự có điển tích, đợt trước kia triển linh được nghỉ phép ở nhà, lại lười ra cửa nhưng trong nhà cũng không có gì có thể ăn, liền lục tung liệu nấu ăn một lần, chấp vá với các công thức món ăn liền làm ra nó. Nàng dùng gạo nếp nhồi bột, gạo nếp có hơi nhiều, lúa mạch thiếu một chút, như vậy cũng được rồi, dễ tiêu hóa cho trẻ con. Cái này làm rất đơn giản, chỉ cần đem bột nhồi tốt, bao nhân bằng đường đỏ là được. Vừa vặn còn thừa chút bánh đậu, Triển Linh lại làm thèm mấy cái bánh đậu. Dầu nóng cho vào chiên, cũng không cần dầu quá nóng, bảy thành thục là có thể, để lửa nhỏ, bằng không bánh chưa chín đã cháy khét vừa không ăn được lại không đẹp mắt. Không bao lâu hai mặt bánh liền phồng đều lên, bánh chinh vớt ra để ráo dầu, để một lúc sau thì độ phồng bánh bớt căng một chút. Ăn nóng hay lạnh đều ngon, da vàng xốp giòn, nhưng mềm lại ngọt, hòa lẫn giữ vị bột nếp, cùng đường đỏ, ngọt thanh không ngán. Triển Linh cũng thập phần thỏa mãn, dầu thực vật tốt cho sức khỏe nhưng không đủ để nấu món ngon ăn a. À. Mọi người đang cùng ăn thì rèm cửa bị vén lên, tịch đồng mang theo một thân hàng khí tiến vào. Mọi người đồng thời đứng dậy, trong miệng đang ăn bánh cam đường đỏ, mơ hồ không rõ nói bản thân nói cái gì, đã trở lại rồi. Tịch đồng không lên tiếng, chỉ là gật đầu, lại đem áo choàng cởi xuống tới treo ở một bên. Triển Linh nhạy bén nhận thấy vẻ mặt của chàng không được tốt, cũng không giống như là sinh khí, nhưng một lời khó mà nói ra hết, liền qua đi nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Mí mắt Tịch Đồng run run, vừa muốn mở miệng, thế nhưng bên ngoài liền truyền đến một đạo tiếng nói run rẩy, "Sư phụ, sư phụ a, còn thỉnh sư phụ chỉ giáo." Nghe thanh âm này vang lên, gương mặt Tịch Đồng càng đen. Triển Linh ngẩn ra, biểu cảm cũng đi theo vi diệu lên. Một tay cầm cái bánh cam cắn phân nửa, một tay vén rèm nhìn ra bên ngoài lặng lẽ nhìn phúc. Liền thấy một lão hán trên dưới 50 tuổi đứng bên ngoài một thân áo bông màu xanh lá chỉnh tề sạch sẽ trên vai còn cổng cái tay nải nhỏ vẻ mặt nôn nóng đang khoa tay múa chân với tiểu ngũ chỉ nói là đi theo sư phụ tới lại hỏi người đi đâu vậy bị hỏi tiểu ngũ đầy mờ mịt khách quan ngài ngồi xuống thông thả nhuận khí rồi chậm rãi nói lão hán kia một đường đi theo thật mệt quá sức bởi vì quá khác mà có chút nôn khang liền đi lại bàn ngồi xuống uống một chén lớn trà nóng lúc này mới nói vài câu có chút suy yếu cùng hỗn hển lại liền diễn tả bộ dạng sư phụ mình thế nào tiểu ngũ vừa nghe xong sửng sốt kia không phải nhị trưởng quầy nhà hắn sao nhưng trưng bộ mặt đầy mặt hồ nghi đánh giá vị lão giả trước mặt thầm nghĩ cũng không đúng a à, nhị trưởng quầy mới bao lớn tuổi như thế nào sẽ có lão đệ tử như vậy không nghe nói qua a à. Triển linh nghẹn cười dùng khuỷu tay đâm đâm tịch đồng làm mặt quỷ nói u đi ra ngoài một chuyến còn mang về tới một vị cao đồ giờ là lúc nào cô nàng này thế nhưng còn trêu ghẹo mình tịch đồng bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhìn nàng một cái có chút không được tự nhiên đem tầm mắt từ môi nàng dời đi đói bụng mới vừa rồi triển linh ăn cái bánh cam nóng khó tránh đôi môi dính chút ánh mỡ dưới ánh đèn mật nhạt nhìn qua đặc biệt thơm ngon trong nháy mắt tịch đồng cảm thấy như có chiếc lông vũ mềm nhẹ lướt qua trái tim thật sự có chút ngứa trương viễn không mời cơm huynh sao triển linh đi đào nồi canh xương hầm lại đi lấy bánh cam trời lạnh như vậy huynh cưỡi ngựa một đường trở về thật uống gió lạnh thôi sao trước uống chút canh nóng xua đi hàng khí ăn đỡ cái bánh cam đợi chút món sườn hầm sắp xong rồi bên kia chư cẩm cùng hạ bạch đều ăn xong bánh cam rồi ha hả nữ nhân tịch đồng ừ một tiếng bưng chén canh xương hầm lên uống hơi ấp đi xuống bụng cái lạnh thấu xương dần được xua đi triển linh đưa tay đặt lên mu bàn tay chàng cảm thấy lạnh lẽo lại oán giận nói trương viễn cũng là trời lạnh như vậy lại đã trễ thế này cũng không gọi người ăn cơm lại để bụng đói trở về ngày khác ta chỉ đi buổi sáng trưa không đi nữa hắn thật ra có mời ta ăn cơm trong lòng tịch đồng thập phần hưởng thụ tay được nàng xoa ấm nơi nào còn cảm thấy lạnh chỉ là ta không muốn trời càng lúc càng lạnh nên muốn trở về nhà mình là tốt nhất không phải địa bàn mình nên cảm thấy không thú vị trương viễn lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết rõ ràng bản thân không ăn được món xương sườn ngon bảo chàng ở lại ăn chàng nơi nào sẽ mắc mưu. Hắn chưa học bò chàng đã học chạy rồi. Thật là, triển linh gật gật đầu, vẫn nên nhờ tần tẩu tử làm cái bao tay đi, cưỡi ngựa tay không như vậy sao chịu nổi. Trước cuộc chư cẩm ngồi bên kia nhịn không nổi nói ra tiếng, tỷ tỷ chúng ta cưỡi ngựa tới cũng là tay không, nào có lạnh đâu. Triển linh như không nghe thấy, đứng dậy đi xem gà, không sai biệt lắm, mọi người tránh ra, ta thêm ớt vào, tránh hết phải lại sạch. Tịch đồng cúi đầu cười nhạt, đem cái bánh cam căng tròn cho vào miệng ăn chư cẩm liền biểu môi hừ đối đãi khác nhau triển linh bắt chảo nóng lên trước đem gà xào ra mở như vậy đợi chút món ăn sẽ thơm hơn hạ bạch là người thành thật triển linh cũng không muốn hành tội hắn hôm nay liền không phóng đặc biệt nhiều ớt cay hạ bạch nhìn thấy liền thập phần cảm kích nhiều điều muốn nói đều mặc niệm trong lòng mới vừa rồi hắn không nên chửi thầm triển cô nương thật là người tốt Từng khối gà dần chuyển sang sắc màu vàng ống ngon mắt, cùng một bên là ớt đỏ tươi trong thập phần đẹp mắt. Hương thơm nồng sen lẫn mùi thịt và ớt cay, khiến bụng ai nấy đều một trận nhộn nhạo khó nhịn muốn ăn liền. Tịch đồng cầm mâm đi lại, triển linh liền hỏi người nọ bên ngoài là thế nào. Trời tối rồi, như thế nào còn theo tới nơi này? Nhắc tới chuyện này, tịch đồng cũng là lần đầu gặp phải, cảm thấy đây là chuyện khó giải quyết đối với mình trong nhiều năm qua hôm nay đi giúp trần miễu đai nhân họa lại bức họa phạm nhân hiện trường ngoài trương viễn cùng triệu qua thì có thèm một vị họa sư của trần miễu chính là cái lão hán bên ngoài kia thực ra công việc họa sư này của lão không phải tay nghề chính thời trẻ lão làm kinh thương bên ngoài mấy năm trước mới mới chuyển quyền cho nhi tử ở châu phúc viên lão được xem là một phú hộ có chút danh tiếng chỉ là nửa đời người bôn ba lặng lội bên ngoài giờ ngồi nhãn rỗi nào chịu ngồi yên được khi nhỏ lão có yêu thích hội họa lại cùng trần miễu quen biết liền đi nha môn nhận chức thanh nhàn họa sư, khi có việc thì ngồi vẽ tranh, không có việc liền tự xuất tiền túi mua chút ăn vặt cùng mọi người tán gẫu cho qua thời gian, quan hệ với đồng cấp thực không tồi. Trước đó vài ngày có nghe nói đến thần kỹ thực muốn tái kiến, chỉ là chuyện đó Trần Miễu Đại Nhân đặc biệt phong kín vô duyên tương ngộ, hôm nay được gặp liền tranh thủ có mặt đợi, gặp, xem. Nhìn kết quả đối phương, lão kích động mạnh mẽ đến run cả người, thật vất vả chờ tịch đồng họa xong liền dứt khoát trực tiếp quỳ xuống bái sư tịch đồng tịch đồng nào muốn rước phiền toái trong mình, dứt khoát liền từ chối, không nói hai lời liền cất bước đi, ai ngờ lão hán kia quá quật cường, tự mình cưỡi con la một đường đuổi tới nơi này. Nghe chàng nói xong, cả phòng bếp đầu tiên là yên tĩnh, sau đó là tiếng cười to phát ra. Triển Linh cười đến công cả eo thật không tin nổi, trời xanh chứng giám A. Trước đây còn nói mình nhận lý thị bái sư, tuổi tác đồ đệ hơn mình mấy tuổi thấy có chút nang tham rồi, nhưng hôm nay thực mới mở rộng tầm mắt chư cẩm cười đến chảy cả nước mắt, trời ạ, à, vị lão tiên sinh này quả khiến người kính nể, tịch đại ca, ngươi nên thành toàn cho người ta đi. Cuối cùng hạ bạch tỉnh táo sự tình, nghẹn nửa ngày, chắp tay thi lễ cùng tịch đồng thử thăm dò nói, tịch tiên sinh. Nhự huynh đệ, ngươi muốn chết rồi. Triển Linh cùng chư cẩm vừa nghe, trung rẩy cười lợi hại hơn. Tịch đồng nhìn lên xa nhà một lát, hiện tại không nên lời trong thực đáng thương. Chờ triển linh vất vả cười xong, lau xong nước mắt, Đem gà nấu ớt bày lên bàn, đáp ứng hay không đáp ứng thì để sau, sắc trời đã tối rồi, chờ lão trở về thì cửa thành cũng đã đóng, đợi chút ta cho người an bài một phòng lão ở tạm, chuyện đó bữa khác hãy nói sau. Tuy đại khánh triều không có cấm đi lại ban đêm, nhưng đêm đến cửa thành sẽ đóng, hôm sau mới mở, chắc chắn lão hán sẽ không về kịp trước khi cửa thành đóng. Lão hán kia dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua biết bao sóng to gió lớn, bị tịch đồng cự tuyệt cũng không sợ. Trước khi lão đi vào khách điếm đã nhìn rõ con hắc kỵ của tịch tiên sinh, biết bản thân cũng không đi sai đường. Không đợi triển linh an bài, lão cũng tự thuê một gian phòng, lại kêu một bàn thức ăn và rượu giải quyết đói khát trước mắt. Chư cẩm xem trộm kẹt cửa, nhìn cười không được tịch đại ca gặp đối thủ rồi. Tịch đồng nghiêng mặt liếc nàng một cái, hai người không sợ cửa thành đóng. Chư cẩm cười hì hì nói, khoảng cách giữa châu Hoàng Tuyền so với châu Phúc Viên gần hơn nhiều, huống hồ chúng ta cưỡi ngựa nhanh sao so với một lão nhân cưỡi con la được. Hừ, ngươi mắt lạnh nhìn ta ta cũng không đi, chờ đợi nửa ngày, sao có thể chuyện tới trước mắt thất bại trong gan tất. Triển Linh đem nồi hầm xương sườn hồng ban ngày cho vào thố sành giữ ấm đặt lên giữa bàn cơm, mọi người hỗ trợ bày chén đũa. Hôm nay có hầm xương sườn hồng, gà nấu ớt, khoai tây cắt sợi trộn chua ngọt, lạp xưởng chiên, hành nấu đậu hũ, canh xương nấm tuyết, bốn người lớn và một hài tử ăn vậy là đủ rồi nàng nấu cơm tốn không ít công phu, nồi sườn hầm hơn nửa ngày, thịt nào còn dai nữa. dùng đũa rẻ thịt rất đơn giản, nước thịt sắc lại ngon ngọt, thịt nạc một màu hồng tươi, cho vào miệng liền tan trong đầu lưỡi. gà nấu ớt cùng ngon không kém, tuy rằng chặt khối lớn, gia vị lại được thấm đều đến tận xương, lại thêm chút cây của ớt, ăn vào cảm giác mỏi mỏi mệt liền xua tan. ăn thôi, ăn thôi, quá là ngon. bên ngoài gió lạnh gào thét, trong nhà ấm áp động lòng người đã có mỹ thực làm bạn lại có tri kỷ bên cạnh hỏi thử thế nhân thế này còn gì bằng ăn xong chưa cẩm cùng hạ bạch vội vàng trở về thành không ở lại tám chuyện nhiều tịch đồng cùng triển linh chậm rì rì ăn cũng không đứng dậy đưa tiễn còn lại hai người triển linh đem hôm nay nghe nói đến vị hoàng đại tiên cho tịch đồng nghe vốn dĩ ta cũng không muốn quản những chuyện thế này xã hội hiện đại cũng vẫn còn những án kiện như vậy không phải sao nàng có chút suy sụp thở dài sự thật chứng minh loại chuyện này chính là cỏ dại đốt mãi không chết yên ắng xuống lại nổi lên nơi nào rửa sạch xong đâu tịch đồng gấp cho nàng hai khối xương sườn thịt lại gấp cho triển hạt thịt gà nấu ớt nhìn không được đúng không triển linh bật cười lắc đầu dùng tay chà sát mặt mình đúng vậy Sát thật nhìn không được dù biết không trị được tận gốc nhưng tận lực thì vẫn có thể đúng không trước kia thời điểm bọn họ học huấn luyện cũng nghe nói đến chuyện thế này còn gì thực tế chấp hành nhiệm vụ cũng từng xử lý công việc tương tự thế này. Chẳng sợ con đường phía trước khó, chỉ muốn tiếp tục kiên trì đi tiếp. Không biết chuyện phía trước thế nào, có kiên trì thì cuộc sống này mới có ý nghĩa. Không thể nhổ cỏ tận gốc thì thế nào. Xuất hiện một cái, xóa sạch một cái. Cốt xấu có thể cho bọn hắn biết lợi hại, cũng để bọn hắn thu liễm, hiểu được điều kiên kỵ. Tịch đồng cười cười, ngày mai chúng ta liền đi gặp vị hoàng đại tiên kia. Triển Linh nhớ mày không tiếp tục đi họa tranh sao? Chính sự quan trọng, tịch đồng lắc đầu, Trần Tri Châu bên kia cũng không phải tấp tốc, vài ngày nữa cũng không vội. Kia, Triển Linh nhịn cười chỉ chỉ ra bên ngoài, vị đệ tử kia của Huynh thì sao? Không thể yên một chút sao? Tịch đồng mặt vô biểu cảm nói. Triển Linh biểu môi, quay đầu đi theo Triển Hạc lẩm bẩm, hừ, keo kiệt bủng xỉn. Triển Hạc liền gật đầu, nói theo như vẹt, hừ, keo kiệt bủng xỉn. Tỷ tỷ nói cái gì đều đúng tịch đồng muốn cười lại không cười được. Cô nàng này thật mang thù. Bất quá trước đó thuận miệng nói một câu, cũng không có gì ý khác, thế nhưng nhớ đến bây giờ, còn lăn qua lộn lại nói cái không để yên. Chính là chàng thật một chút biện pháp cũng không có. Chàng bị lão hán tử 50 tuổi kia tới nhận đồ để dọa sợ, chuyện này sẽ được sao? Ngày hôm sau tịch đồng kéo theo triển linh vào thành, theo sau cái đuôi nhỏ triển hạt như thường lệ. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, hiện tại trong thành đã náo nhiệt, mấy cửa hàng, tử lâu đều bận rộn, biển hiệu cũng được tân trang đổi mới. Ba người trước tìm cửa hàng bán bánh canh, kêu ba chén mì phá lấu bò ăn sáng, lại mua hai bao mứt hoa quả, điểm tâm, trái cây cùng hạt dẻ rang đường vừa đi xem vừa ăn không ngừng. Khi mặt trời dâng cao chút thì hạ bạch ra tới. Chuyện hôm qua đại nhân nghe nói đã phái người cải trang lẫn vào đám người. Hạ Bạch nói tiểu thư ở tử lầu đối diện đã mướn phòng, thuận tiền ngồi nghỉ và xem náo nhiệt xung quanh bên ngoài châu hoàng tuyền có mấy cái sông nhỏ ngày này thành liền mở đường sông dẫn chút nước chảy tiến vào vừa tăng thêm cảnh sắc thứ hai cũng lợi cho trị an vạn nhất hỏa hoạn gì đó dập tắt lửa cũng dễ dàng hiện giờ mấy cái bờ sông đều sửa chữa chỉnh tề lót đường một màu đá xanh lại trồng dương liễu cao lớn hiện tại những mầm non theo gió lắc lư cảnh đẹp ý vui gió có chút xe lạnh ba người cùng đi tới tử lầu bên trong chư cẩm đã bảo rửa mười tám cái cái đĩa cùng hai bình trà xanh thấy bọn họ tiến vào liền liên tục vẫy tay, lại chỉ vào bên ngoài, mau mau, đã bắt đầu rồi. Mọi người nhanh chạy qua, thân hình tịch đồng cao lớn liền đem triển hạt ôm vào trong ngực, bảo bé ngồi trên đùi mình, vừa lúc có thể viện bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ảo thuật bên ngoài. Liền thấy cái sạp dưới tán liễu bên bờ sông, Hoàng Đại Tiên đang vẫy bút múa chữ rồng phượng. Bên sạp có một vị trung niên ước chừng trên dưới 30 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh lá, tay cầm phất trần màu xanh lá, tay kia cầm kiếm gỗ, trên sạp có cặp giá nến, một bát nước trong, dưới lòng bàn chân còn có một cái sọc, phía trên đậy một tấm bố, thấy không rõ bên trong để cái gì. Vây quanh sạp có mấy chục người, có già có trẻ, trên mặt trừ bỏ đờ đẫn chính là kích động cùng cuồng nhiệt. Triển Linh nhíu nhíu mày, toàn bộ đều bị tẩy não hết rồi. Phong thái vị hoàng đại tiên kia có điểm phong nhã, da mặt trắng nõn, râu ba chúng phất phơ, dáng người mảnh khảnh, trang điểm cũng có chút tiên phong đạo cốt, nhìn có chút thuyết phục người, chung quanh nghiêm nghị không tiếng động. Liền thấy Hoàng Đại Tiên bỗng nhiên mở mắt ra, đem phất trần gột vào trong tay dương lên, một cái tay khác bay nhanh bấm quẻ, rồi nói, bổn tiên bấm tay tính toán, ta cùng nơi đây có duyên, vừa lúc gặp ngày hội, hôm nay liền tặng không ba quẻ. Mặc kệ ngươi hỏi tiền đồ, hỏi nhân duyên, hỏi khỏe mạnh hay họa phúc, đều có thể. Vừa dứt lời, trong đám người liền lao nhanh ra một hán tử hai mươi mấy tuổi, không nói hai lời trước quỳ rạp xuống đất, biểu cảm hoảng sợ hô, đại tiên, đại tiên cứu mạng A. Hoàng đại tiên lại run lên phất trần một chút, không nhanh không chậm nói, ngươi không cần phải nói, bổn tiên sớm đã tính đến. Hiện xem ấn đường ngươi biến thành màu đen, dung nhan tiều tụy, quanh thân mơ hồ tản ra yêu khí. Hắn nói bô bô một đống lớn, cuối cùng chém như đinh đóng cột nói, ngươi đã bị yêu vật cuốn thân rồi. Kẻ kia phối hợp lừa gạt A một tiếng liền sụi lơ trên mặt đất, cả đám người chung quanh sôi nổi kinh hô lên, mồm năm miệng mười hỏi nên làm cái gì bây giờ. Hoàng đại tiên ha hả vài tiếng, tay vuốt chồng râu khẽ cười nói, không cần lo lắng, yêu vật nho nhỏ này, trên dưới 100 năm đạo hạnh cũng dám trước mặt bổn tiên càng rỡ. Chư vị hương thân phụ lão, xem bổn tiên thu phục nó này. Nói xong, tiên trước hoàng đứng trước bàn thờ lớn lấy lửa nến tự thiêu chính mình, khi đi gần bá tánh chút ai nấy đều sợ tới mức hai chân mềm nhũng quỳ xuống liền bái, vô cùng thành kính. Hoàng đại tiên vừa lòng mà cười, từ trong ngực móc ra một lá bùa, lại buông phất trần, cầm kiếm gỗ đào lên nhắm mắt lại niệm huyên thuyên một hồi sau đó khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc đanh mặt chợt quát một tiếng yêu nghiệt còn không mau mau thúc thủ chịu trói tính cả đám người trên lầu thưởng trà cùng dưới đất đều bị tuyệt kỹ này của hắn thu phục dọa ai nấy bùng nổ rung lên nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh hoàng đại tiên nhảy lên mấy vòng đắp chỗ nào bá tánh chỗ đó né ra chỗ đó nhảy một vòng rồi vòng lại ngồi xuống xếp bằng sau đó dùng kiếm gỗ đào chọn lá bùa hướng ngọn nến phóng sau đó liền xuất hiện hình ảnh hồ ly thoát ra. Nha! Yêu tinh, thật là yêu tinh. Hoàng đại tiên, đại tiên hiển linh. Hồ ly tinh, mọi người xem kìa, hoàng đại tiên bắt được hồ ly tinh. Các bá tánh nhiệt liệt phản ứng rõ ràng lấy lòng hoàng đại tiên, hắn hài lòng mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt chồng râu, lại dùng kiếm gỗ đào chọn một lá bùa xoay một vòng nói, mọi người xem. Mọi người nhìn thấy đều tin là thật, cảm thấy trên trương giấy bùa kia chính là một con hồ ly tinh liền sợ tới mức hồn phi phát tán, nào còn dám nhìn kỹ. Khi hoàng đại tiên dương tới gần liền sôi nổi né tránh, trong lúc nhất thời ngươi đẩy ngã ta, ta dẫm lên hắn, loạn thành một đoàn. Trước hoàn cảnh đó hoàng đại tiên không bị ảnh hưởng chút nào, lưu lát vất vạt áo xoay một vòng tư như đóa biển chuyển nhẹ nhàng, phong thái vung phất trần rất có phong phạm tiên nhân. Chưa đủ, trong miệng còn lầm bầm mấy câu khẩu huyết, sau đó lấy ra một cái bát đồng trong sọc, cho lá bùa vào đấy rồi khấu đầu tức khắc kẻ lừa gạt kia đồng thời hô to đại tiên ngài nếu hàng phục nó vì sao không diệt ngay tên nghiệp suốt này biết rằng bá tánh xung quanh cũng đi theo hát đệm đúng nha đúng nha cầu đại tiên phát thần uy đừng để nó hại người hoàng đại tiên đưa tay vẫy vẫy ánh mắt như chuyển vào hồi ức cao thâm thổn thức nói trên đời này vạn sự vạn vật có nhân mới có quả hồ yêu tuy đáng giận nhưng vì sao quấn trên mình ngươi cũng là có nguyên do Vừa nãy ta hỏi nó, được biết 10 năm trước ngươi chính là đã cứu một con hồ ly. Khi kẻ lừa gạt chấn động, lại lần nữa ngã ngồi xuống, trận mắt há mồm, đại tiên, ngài thật là thần. Chúng bá tánh ồ lên, tiếng nghị luận ầm ầm vang lên, cảm thấy đại tiên này quả nhiên có năng lực, sự tình 10 năm trước cũng đều biết được. Chư cẩm ngồi trên lầu liền biểu môi, nói một câu vui đùa, câu tiếp hắn sẽ nói là hồ ly này đến báo ân đi. Nàng vừa dứt lời liền nghe hoàng đại tiên nói, hồ ly kia trời sinh linh tính tâm tồn cảm kích trăm phương nghìn kế vì muốn theo ngươi tới báo ân ba người nhìn nhau bỗng nhiên đồng thời cười ra tiếng lại chắp tay nói với chư cẩm chư đại tiên nói xong mọi người đều cười thành một đoàn may mà phía dưới không khí đang nóng nhiệt bừng bừng bằng không bọn họ cười ầm ầm như vậy nhất định sẽ bị người phát hiện cười xong rồi chư cẩm mặt đỏ hồng nói ta còn tưởng rằng có gì mới hơn cái lý do này trong thoại bản ta xem qua rồi xem ra hoàng đại tiên này cũng bình thường thôi bá tánh sẽ không tin đâu không đợi nàng nói xong ngoài cửa sổ liền truyền đến một mảnh tiếng hô các bá tánh sôi nổi cảm khái thật là khó lường quả nhiên hồ ly cũng có linh tính nhưng nếu là báo ân nên là chuyện tốt sao hán tử này lại không giống vậy các ngươi vậy mà tin sao triển linh không nhịn cười được vỗ bả vai nàng an ủi đó là nghệ thuật khụ khụ những cuốn thoại bản vốn dựa vào hiện thực cùng sinh hoạt mà viết ra bá tánh phía dưới nửa tin nửa ngờ nhưng trông rõ lại dễ bị đánh động biểu cảm chư cẩm không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình sao có thể là thật bọn họ sao có thể tin a à? như chuyện tiểu thư quan gia trốn theo nhân tình hay chuyện người chết được sống lại nàng vốn không tin vào chuyện quỷ thần dưới đó có nhiều người còn lớn tuổi hơn nàng sao họ có thể hồ đồ như vậy hạ bạch bên cạnh nghe biểu cảm có chút buồn bã nói không phải trước đây tiểu thư cũng mơ tưởng làm đại hiệp đó sao tịch đồng lần đầu nghe tới chân mày liền dương lên biểu cảm hài hước Giống như đang nói u, không nghĩ tiểu thư còn có lý tưởng rộng lớn như vậy. Triển Linh Phục cười ra tiếng, mặt chư cẩm liền xoát hồng thấu, nhấc chân dẫm chân hạ bạch tức giận nói khấu trừ hai tháng tiền tiêu vặt của nhà ngươi. Thật can to bằng trời mà. Hạ bạch trưng bộ mặt không biểu cảm nói, tiểu thư, thuộc hạ cảm thấy người đã quên, hiện giờ thuộc hạ không phải là hộ vệ của người. Ý trên mặt chữ, tức là người không thể khấu trừ tiền được. Mọi người đang nháo với nhau thì nghe phía dưới hoàng đại tiên nói cái gì mà quỷ thù đồ người cùng yêu khác nhau hồ yêu ban đầu vốn là có ý tốt nhưng về sau lại quên nó vốn súc sinh giả tính khó thuần trước báo ân cũng tạo không ít sát nhiệt hiện giờ ta có thể trừ bỏ nó chỉ là nó vì báo ân mà tới trước làm phép ta cần một chút chuẩn bị tới rồi đòi tiền đây mà cuối cùng cũng chờ tới tinh thần đám người triển linh nhất thời rung lên cũng không rảnh đấu võ mồm đều nín thở ngưng thần nhìn phía dưới kẻ lừa gạt kia vội vàng gật đầu vân vân sao để đại tiên vì ta mà tiêu pha chứ nếu đại tiên có thể bảo đảm một nhà ta bình an dù có tán gia bại sản ta cũng không tiếc nói xong hắn liền đem túi tiền bên hông lấy xuống đem túi tiền đảo một lần lấy ra mấy chục cái tiền đồng lại trưng vẻ mặt xấu hổ nói chỉ là đại tiên gia cảnh tiểu nhân bần hàng cũng không có bao nhiêu bạc hiện giờ mẫu thân còn đau ốm nằm liệt giường thật sự không có nhiều hơn nếu ngài không chê tiểu nhân nguyện ý ở bên ngài làm trâu làm ngựa bên cạnh liền có người gật đầu ai hiếu tử a à, hiếu tử hoàng đại tiên cũng không thèm để ý cười đem mấy đồng tiền nhận lấy nói không sao tâm thành tắc linh bất quá là cái ý tứ thôi mẫu thân ngươi cũng không cần lo lắng bà ta vốn bị hồ yêu nháo làm mệt hiện giờ có ta trừ bỏ nó lão nhân gia tự nhiên lập tức khỏe mạnh trở lại xem ngươi là người hiếu lễ ta cho ngươi một cái lá bùa này đem về nấu lên hòa vào nước uống, trong vòng 3 ngày nhất định khỏi bệnh. Kẻ lừa gạt kia liền quỳ xuống dập đầu bang bang. Hoàng đại tiên lại dương nanh múa vuốt nhảy một hồi, sau đó đem bát đồng mở ra, tay trái từ không trung làm bộ làm tịch bắt trong không khí, rồi hướng trong bát ném, bát đồng đột nhiên vụt ra một ngọn lửa, lá bùa kia trong nháy mắt biến thành tro tàn. Tiên hỏa, tiên hỏa A. Kẻ lừa gạt kia lại quỳ xuống kêu lên, các bá tánh cũng như trong mộng tỉnh ra, cũng đi theo quỳ lạy không hiện trường giống như trong một giáo phái tà giáo triển hạt nào từng xem qua ảo thuật thế này quay đầu nhìn tịch đồng mặt đầy hưng phấn nói lửa hồ ly biến mất tịch đồng sờ đầu bé thuận tiện nhéo chút thịt cầm triển hạt nhàn nhạt nói gạt người triển hạt nghiêng đầu một mảnh mờ mịt bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng chàng lại nghẹn miệng tức giận nói gạt người không tốt tịch đồng cười khẽ ra tiếng lột cho bé một viên hạt đào đúng vậy không nên dối gạt người kẻ lừa đảo đều nên bị trừng phạt. Triển hạt nhai hạt đào bẹp bẹp, ăn trước một nửa, lại đem một nửa kia đưa cho Triển Linh tỉ tỉ ăn. Triển Linh cười tiếp nhận ăn cảm ơn hạt nhi, thật ngoan. Tịch đồng hé mắt nhìn nàng, ngữ khí có chút chua cũng không phải là quá thân thiết. Tuy rằng chàng yêu ai yêu cả đường đi, đối với triển hạt đều đối đãi thật tâm, nhưng nghĩ tới hình ảnh vừa rồi bản thân thực không vui. Triển Linh bật cười, học cách chàng vừa rồi sờ sờ đầu triển hạt mà sờ đầu ai đó, sau đó lại nhéo cầm nói, ngoan, để tỷ tỷ lột cho ăn. Tịch đồng nhướng lông mày dương cao, không những không bực, ngược lại từ trong đáy mắt toát ra điểm chờ đợi. Một bên hạ bạch trong lúc vô ý thấy một màn này, cảm thấy khóe mắt giật tăng tan. Con mẹ nó, ba ngày ban mặt, hai người này thật là... Quả thực không coi ai ra gì. Trong lòng hắn sóng to gió lớn, nhưng triển linh cùng tịch đồng lại không có một chút ngượng ngùng nào. Sau đó triển linh thực sự lột mấy viên hạch đào, Tịch đồng cùng triển hạt ngồi trong lòng ngực chàng, một lớn một nhỏ đều hé miệng chờ được đút ăn, tâm tình ai nấy đều thập phần thỏa mãn. Hạ Bạch yên lặng mà quay mặt đi, lão tử không nên đứng ở nơi này. Chư Cẩm đứng ghé mắt ở cửa sổ xem náo nhiệt may mắn không nhìn thấy một màn này, may mắn bảo vệ được mắt chó của mình, lúc này mới quay đầu nói, nói cũng kỳ quái, chúng ta đứng ở đây xem thấy rõ ràng, xác thật cũng không thấy cái gì, như thế nào đột nhiên lại như vậy. Đích xác quỷ dị, nhưng nếu nói là tiên pháp chư cẩm là trăm triệu không tin lừa gạt người thôi triển linh cười nói nghe triển linh nói như vậy trong lòng chư cẩm thế nhưng bình tĩnh trở lại cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề kia chỉ là lại hỏi một cái vấn đề khác nếu nói là hoàng đại tiên tới lừa tiền tài người vì sao kẻ lừa gạt kia chỉ đào ra mấy chục cái đồng tiền chẳng lẽ không phải càng nhiều càng tốt sao tất nhiên trước thả con tép bắt con tôm từ thiển cập mới đến lâu dài hạ bạch thở hắt ra thật sâu cưỡng bách bản thân xua tan hình ảnh thấy được vừa rồi. Hắn nhìn Hoàng Đại Tiên ở bên ngoài đang được lòng người, nhíu mày nói nếu là quý nhân thì không kém mấy lượng bạc này, nhiều ít không so đo. Nhưng phía dưới nhân số bá tánh đông đảo, góp ít thành nhiều, hắn cũng là luyến tiếc từ bỏ. Bá tánh tay đều phần lớn không dư giả, nếu vừa tới liền há mồm muốn mấy trăm cái đồng tiền, người thông thả nhìn, sẽ thấy nhóm người này đã sớm bị dọa chạy, kể từ đó, ai thay hắn truyền nhanh tiếng tâm đi xa, chỉ cần thanh danh được truyền đi mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ đến lúc đó mặc dù hoàng đại tiên yêu cầu gì nghĩ đến đại gia cũng sẽ không phản đối vạn nhất có thể hấp dẫn mấy đầu dê béo lại đây không tới nửa năm liền có thể mở cửa tiệm rồi bên ngoài hoàng đại tiên đã thuận lợi khai trương bá tánh quay quanh quầy hàng hắn chật như nêm cuối phía sau tiếp trước kêu kêu hắn giúp chính mình nhìn một cái triển linh nhìn trong chốc lát bỗng nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp như thế nào tất cả đều là xem bói xem gia trạch cùng chúng ta. Y theo lẽ thường, bán dược giả không cũng không đến nỗi chết. Nhưng nhiều người để hắn xem qua, thế nhưng không có một cái người bệnh nào. Nàng chỉ sợ người nhà bệnh nhân nhất thời phạm hồ đồ, tới muốn cầu thần dược gì đó, lúc này mới sáng sớm, nghĩ có thể cản bớt một hai kẻ, ai ngờ nhìn nửa ngày thế nhưng cũng không có một ai. Hiện giờ tư tưởng dân chúng đã giác ngộ cao như vậy sao? Nhưng không đúng a, à, hôm qua khách điếm tới còn có một đại gia đình kia cơ mà chư cẩm cười nói kiếp nhiều có các người nhắc nhở hôm qua ta liền nói cùng cha sáng sớm hôm nay ông liền triệu tập một vài thương hội nòng cốt châu hoàng tuyền còn có vài tên phú hộ trong thành cố gắng nói thêm vài câu theo lệ thường lại nói đến chuyện của vương bính ngoài ra còn tỏ thái độ với các báo cáo phát cháo chẩn cho tiền cha ngày thường hỉ nộ không hiện ra sắc mặt hôm nay lại trước mặt mọi người khen họ được khen tự nhiên sẽ vui mừng mà không được khen tự nhiên thâm tâm cũng bị một trận xúc động nơi này trước kia không có được mấy hiệu thuốc không cần nàng tiếp tục nói triển linh cùng tịch đồng đã minh bạch chư thanh hoài làm người cẩn thận chịu khó lại giữ mình trong sạch rất kiếp trộn lẫn những cái chuyện bát nháo này những người liên can phía dưới như diều đứt dây cương hiện giờ bỗng ông cho thấy thái độ khen mấy người kia làm tốt lắm đối với những người này mà nói đó là một cái tín hiệu khó có được câu cửa miệng nói giải đúng chỗ ngứa nếu chư đại nhân thích bọn họ bố thí bọn họ liền làm thôi. Cùng người thông minh giao tiếp chính là thống khoái, triển linh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hôm nay trong thành rất nhiều quầy phát chẩn cháo, trước cửa hiệu thuốc biển người cũng tấp nập, ta cảm thấy chính là kỳ quái, nguyên lai là vì duyên cớ này. So với đại tiên bên ngoài tới, nội tâm sâu bên trong các bá tánh càng nhận định cửa hiệu thuốc đứng đắn vẫn tốt hơn, dĩ vãng mua không nổi còn chưa tính, nhưng hôm nay người ta lại chữa bệnh từ thiện, một cái đồng tiền cũng không cần. Có bệnh tất nhiên là muốn đi đại phu xem, liền tính không có bệnh nhưng miễn phí sao lại không đi đại bộ phận bá tánh đều muốn tham gia náo nhiệt như vậy đúng vậy chư cẩm nghiêm mặt nói cha nói bắt cả người lẫn tan vật sẽ tốt nhưng ông thân là phụ mẫu một phương không thể trơ mắt nhìn bá tánh để người ta mạng sống bị lừa chút tiền tài cũng liền thôi tiền bạc không có còn có thể tránh nhưng mệnh chỉ có một cái triển linh cùng tịch đồng đồng thời gật đầu tự đáy lòng cảm khái nói lệnh tôn thật là đại tài kỳ thật trong mắt rất nhiều người thống trị xem tầng lớp bá tánh bần cùng chính là tiện vận mệnh vốn là không quan trọng gì nếu có thể đạp lên để bản thân được vinh quang nào ai để ý ngươi chết sống thế nào nhưng chư thanh hoài thì không có người tài hoa chân chính không cần nói lời hay ý đẹp cái chính đó là nhân tâm bằng không mặc cho ngươi đầy bụng kinh luân cũng không thể nói có tài hoa tịch đồng nhíu mày nhưng mà là vậy không phải rút dây động rừng sao đột nhiên xuất hiện nhiều người làm từ thiện tặng dược hoàng đại tiên có thể phát hiện ra điều gì hay không sau đó án binh bất động mọi tính toán bọn họ đều rơi vào khoảng không chuyện đó sẽ không hạ bạch nói không riêng gì châu hoàng tuyền các nơi đều thực hiện như thế này ngày lễ tết phú hộ thực hiện từ thiện như vậy không ít mới vừa rồi bắt mớ tham quan bá tánh vui mừng thương nhân trọng danh lợi mượn cơ hội tuyên dương thanh danh cũng hợp tình hợp lý mặc dù hoàng đại tiên kia cho người đi hỏi cũng không có thấy gì bất thường chư thanh hoài dám làm như thế tự nhiên sớm đã tính tới rồi. Triển Linh lại cảm khái một hồi, vui đùa nói, dân cư châu Hoàng Tuyền không ít, bọn họ chữa bệnh từ thiện phát dược chỉ sợ phí tổn không nhỏ, thực cũng không dễ dàng. Tỷ tỷ chớ nói lời này, ai ngờ người vẫn luôn hi hi ha ha chưa cẩm lại đột nhiên cười lạnh, những người đó sớm nên phóng chút máu. Thời trẻ khi Vương Bính còn ở, bọn họ cũng một chân tiếp tay cho giặc, mỗi năm hiếu kính lên trên ít nhiều cũng mấy vạn lượng. Vương Bính được bạc, lại cấu kết với quan viên bản địa, che lấp cho bọn họ. Còn có bán dược giả hại mạng người nữa. Hiện giờ tất cả đều xem như chưa xảy ra chuyện gì, thấy cha không cùng bọn họ thông đồng làm bậy, nên thành thật hơn chút thôi. Chỉ là cha chưa lật sổ án chỉ những điểm khả nghi, trước để bọn chúng thả lỏng cảnh giác, chuyện tính sổ đợi sau. Thì ra là thế. Triển Linh cùng tịch đồng liếc nhau, không khỏi đối với Chư Thanh Hoài càng nhiều một tầng khâm phục. Người làm quan đầu óc lanh lẹ, đi một bước đã tính mười bước, nếu không phải hôm nay trong lúc vô ý nghe Chư Cẩm để lộ ra tới, ai có thể nghĩ đến một việc bắt phương Bính đơn giản thế nhưng lại liên lụy đến nhiều như vậy. Hết phần 6, mời các bạn đón nghe phần 7.